chương 4300, bị vây, Lục Kỳ không dám xuất thủ, vận dụng Tiên Thiên Thần Thông cũng không thể oanh phá phòng ngự của Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, huống chi trong tình huống bình thường. Nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, kết quả là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy, hắn chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lăng Hàn, trong lòng tự nhủ đối phương vận khí tốt, thế mà đạt được một kiện pháp khí cường đại như vậy. Nhưng chỉ cần hắn bước vào sinh đan, hắn muốn thu thập Lăng Hàn thuận tiện như trở bàn tay, hơn nữa, cho dù Lăng Hàn cũng bước vào sinh đan chẳng lẽ uy lực pháp khí như nước lên thuyền lên hay sao? Chờ đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Tống Lam hơi do dự, nàng vẫn ném ngọc bội cho Lăng Hàn. Không phải bởi vì giữ lời hứa hay không, nàng rất xem trọng năng lực trận đạo của Lăng Hàn, muốn mượn dùng. Hai tên trận sư tham gia vào việc này tự nhiên sẽ ổn thỏa hơn một trận sư. Lăng Hàn cầm lấy ngọc bội, hắn rót thần thức vào, lập tức phát hiện, đây cũng không phải là pháp khí không gian, nhưng trong đó lại lưu mấy đạo tin tức. Hơn nữa cũng không phải là tôn toàn lưu lại. Phía trên ghi lại vị trí truyền thừa của đan sư thiên cấp mà Tống Lam muốn tìm, ngọc bội này chính là chìa khóa. Hắn gật đầu với Tống Lam, cũng thu ngọc bội lại. Trong mắt Lục Kỳ, làm như thế chẳng khác gì tặng tín vật định tình. Các ngươi làm như hắn bị mù hay sao? Đôi mắt Lục Kỳ phun lửa, hai nắm siết chặt, có thể nhìn thấy gân xanh trên trán của hắn. Nhưng lý trí của hắn vẫn vững vàng khống chế hắn, hắn không xuất thủ lăng hàn nhìn hắn trong mắt lộ ra vẻ thương hại đối với chuyện như thế này vẫn có thể dùng lý trí bỏ qua nếu đổi thành hắn hoặc quả quyết từ bỏ về sau sẽ không tiếp tục theo đuổi tống lam hoặc là đánh một trận như vậy mới gọi là nam nhân nhưng trong lòng lục kỳ biết rõ không địch lại nên không xuất thủ nhưng lại không muốn từ bỏ hình tượng đã thấp bé vô số lần về sau xin chỉ giáo nhiều hơn lăng hàn chắp tay với tống lam lọt vào trong tay lục kỳ chẳng khác gì một đôi nam nữ thể non hẹn biển tương lai ta sẽ phó thác cho ngươi xin chỉ giáo nhiều hơn hắn nhìn chằm chằm lăng hàn hắn không hiểu vì cái gì hắn đi theo làm tùy tùng truy cầu lâu như vậy tống lam vẫn lạnh nhạt với hắn nhưng lăng hàn chỉ nói vài câu là được chính là bởi vì hai người có tiếp xúc da thịt tiện nhân hắn mắng thầm một câu suy nghĩ xoay nhanh hắn sinh ra nhiều suy nghĩ không tin nổi nơi này đã vơ vét sạch sẽ rút lui đi vũ văn thiên bước ra khỏi đan thất và nói với lăng hàn được lăng hàn gật gật đầu hắn nói với Tống Lam, ta đi trước một bước, Tống Lam vuốt mái tóc ra phía sau, nói, đương nhiên là đi cùng nhau, Lăng Hàn cầm ngọc bội rời đi, thứ này không chỉ là một tọa độ, lại là chìa khóa mở cửa, nàng làm sao có thể cho phép Lăng Hàn hành động đơn độc. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng không muốn nuốt riêng truyền thừa của đan sư thiên cấp. Thủ tín, đây là phẩm chất tối thiểu hắn cần phải có. Vũ Văn Thiên nháy mắt vài cái, tình huống như thế nào, Lăng Hàn cua được tống đại mỹ nữ lúc nào quá nhanh nếu như mình đi muộn một lúc có phải tống lam sẽ to bụng hay không hắn bước nhanh tới bên cạnh lăng hàn thấp giọng nói lăng hàn lăng sư huynh lăng lão đại người quá trâu bò có thể cua mỹ nữ thứ chín tinh không vào tay nhanh dậy ta làm sao cưa gái đi hắn nói rất nhỏ nhưng bên trong đan thất đều là cao thủ có ai không nghe thấy sắc mặt lăng hàn tối tăm ra hỏa này nhất định đang cố ý mục đích chính là chọc tức lục kỳ quả nhiên sắc mặt lục kỳ biến thành màu xám âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Hắn đứng tại chỗ không hành động, nhưng hai tay đang run nhẹ nhẹ, sát ý sôi trào đáng sợ. Chủ nhân, cha hổ, trình báo cũng đi ra, trên mặt tươi cười, lần này thu hoạch tương đối khá. Nhưng nhìn thấy gương mặt Lục Kỳ thì bọn họ im lặng, bởi vì bọn họ biết, Lục Kỳ đã tức giận đến cực hạn. Lúc này bọn họ còn cao hứng bừng bừng, như vậy tương đương đang tìm cái chết. Lục Kỳ không nói một lời, cất bước rời đi, hắn sẽ không buông tha Tống Lam, cho nên, hắn nhất định phải nhìn kỹ, không cho Lăng Hàn và Tống Lam có cơ hội ở chung với nhau, chỉ cần hắn bước vào sinh đan, hắn có thể chém giết Lăng Hàn. Nhất định, một đoàn người vừa mới ra khỏi động phủ, sắc mặt bọn họ tối tăm, bởi vì bọn họ bị bao vây. Chỉ ít có hơn trăm người ngăn cửa, bọn họ cũng không có tiến vào, mà là tìm người phá giải trận pháp. Nhìn thấy đám người Lăng Hàn hiện thân, một lão giả lông mày trắng quát. Các người đều tới đây cho lão phu, quả nhiên có người tiến vào. Vừa vặn, bảo chúng giao bảo vật ra đây, cũng tiết kiệm chúng ta đi vào mạo hiểm. a à, nữ tử kia quá đẹp, thật sự là mỹ nữ tuyệt sắc, nếu có thể cho ta ngủ một đêm, sống ít đi trăm năm cũng được. Những người khác cũng nhìn thấy đám người lăng hàn, nhao nhao nói ra, phần lớn người đều nhìn chằm chằm vào Tống Lam, nói năng không cố kỵ. Tống Lam giận dữ, nàng chẳng những là mỹ nữ, hơn nữa còn xuất thân từ gia tộc cấp tôn giả, từ nhỏ đã là Minh Châu trong gia tộc. Nhận hết sủng ái, có ai dám nói năng dơ bẩn trước mặt nàng hay sao? Nhưng nơi này có mấy tên sinh đan cảnh, nếu nàng đi ra ngoài, chỉ sợ là dê vào miệng cọp. Hơn nữa, dục vọng của người ta bạo phát, sẽ quản ngươi là truyền nhân thánh địa, hậu duệ tôn giả. Bằng không, từ bí quá hóa liều là thế nào? Lục kỳ hư một tiếng, nói, quản tốt miệng của các ngươi, không nên tự chuốc cực khổ. Ha ha, tiểu bạch kiểm, ngươi là thứ gì chứ? Thật nhiều người nhìn sang lục kỳ, phi, các ngươi còn không biết chủ nhân của chúng ta. Trình báo lập tức kêu lên, nói. Chủ nhân nhà ta chính là Lục Kỳ Lục Đại nhân bài danh 19 trên tinh võng. Bài danh 19 trên tinh võng, danh xưng này rất có lực sát thương, những người đối diện đều lâm vào im lặng, có một lão giả nói: "Đừng nói thứ 19, cho dù thứ nhất cũng chỉ là chú đỉnh, võ đạo có tôn ti trật tự, trước mặt sinh đan chúng ta, hắn có tư cách phách lối. Đi ra, giao bảo vật ra đây, ta thả các ngươi rời đi." Hi hi, nhưng nữ nhân này phải lưu lại, có người chỉ vào Tống Lam, ánh mắt sáng rực khó nén dục vọng. Nữ tử kia quá đẹp, làm cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Lục kỳ hư một tiếng, chúng ta là đệ tử cửu dương thánh địa, chẳng lẽ các ngươi dám trêu chọc. Lập tức, bốn phía lại im lặng, cửu dương thánh địa chính là thế lực mạnh nhất trong tinh vực này, người nào cũng phải ngưỡng vọng, đừng nói nơi này đều là thế lực sinh đan cảnh, cho dù là tôn giả tới, cũng phải suy tính hậu quả khi đắc tội cửu dương thánh địa. Được, các ngươi đi ra, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Một lão giả cười nói chương 4301, đếm tới 10, đám người Lăng Hàn không tin, nếu bọn họ đi ra, sau khi ra ngoài sinh tử không nằm trong tay mình. Người tu võ phải khống chế vận mệnh của mình, đâu thể giao sinh tử bằng vào một ý niệm của người khác. Không ra được sao? Bên ngoài có một người cười lạnh, nói: "Trận sư của chúng ta sắp phá trận pháp, các ngươi như cá trong chậu. Hơn nữa, bốn phía có pháp khí che đậy, các ngươi không có khả năng liên hệ với tinh võng hoặc thánh địa, cho nên đừng nghĩ có người cứu các ngươi." đám người lang hàn vội vàng mở liên tiếp khí quả nhiên cho dù là tinh võng hay mạng lưới thánh địa đều không thể kết nối sắc mặt lục kỳ thay đổi hiện tại những người này muốn giết người diệt khẩu bọn họ sẽ chết tại nơi này nhưng những người này dám như thế sao giấy gói không được lửa một khi tin tức tiết lộ bọn chúng sẽ thừa nhận lửa giận của cửu dương thánh địa chỉ là thế lực sinh đan cảnh có thể gánh nổi sao nhưng mà ba chữ sinh đan cảnh mới là căn nguyên khi đám người này bí quá hóa liều bởi vì đây là động phủ của Hóa Linh Chân Quân, hắn truyền thừa bí pháp không bị đám người lăng hàn lục kỳ đặt vào trong mắt, nhưng đối với thế lực sinh đan cảnh mà nói, nó chân quý cỡ nào? Có được, nói không chừng có thể biến thành thế lực chân ngã thậm chí hóa linh. Phó đạo kém một đại đẳng cấp chính là biến hóa căn bản, cho nên, bảo tàng của Hóa Linh Chân Quân đối với thế lực sinh đan cảnh mà nói là dụ hoặc khó cưỡng lại được. Cùng lắm sau khi đạt được bí pháp, bọn họ cao chạy xa bay. Cửu Dương Thánh địa có lớn thế nào cũng không thể bao phủ các góc hẻo lánh của tinh không. "Chủ nhân, làm sao bây giờ?" Trình báo và Cha Hổ hỏi thăm, tình thế bây giờ rất không ổn. Lục Kỳ không nói, trên người hắn có một kiện bí bảo, đủ giúp hắn tiếp nhận sinh đan cảnh công kích mà không chết, nhưng chỉ có thể bảo vệ một mình hắn, tự nhiên làm hắn do dự, như thế nào mới có thể dẫn Tống Lam cùng ra ngoài, Trình báo cùng Cha Hổ sống chết thế nào không nằm trong suy nghĩ của hắn. "Chỉ là tùy tùng, về sau tùy tiện tìm mấy người cũng được." nhưng hắn cũng khoái ý, chờ những người này tấn công vào trận pháp, Lăng Hàn sẽ bị đánh chết, nghĩ tới hình ảnh đó, nội tâm hắn bảnh trướng, cảm xúc dâng trào. Các ngươi, ai đầu hàng trước, có thể không chết. Đối diện, có người cười to, nói, thời gian có hạn, ta chỉ đếm tới 10, nhanh nắm lấy cơ hội. Một, hai, tống lam cao mày, nàng xuất thân phi phàm, tự nhiên cũng có pháp khí bảo mạng nhưng thường thanh thanh là hảo hữu chi giao với nàng, cũng ngồi bạn với nàng vượt qua nhiều di tích cổ, muốn nàng chạy trốn một mình, trong nội tâm nàng không thể vượt qua cái hạm này. Lam Lam, người phá vây đi, thường thanh thanh nhìn ra do dự của nàng, nói, chỉ cần ngươi có thể phá vây, có thể cầu cứu thánh địa, những người này sẽ lo lăng, chỉ lo bỏ chạy. Đúng vậy, Lục Kỳ vội vàng ở nói ra, nghe khẩu khí của thường thanh thanh, hiển nhiên Tống Lam có thể tự vệ, như vậy hắn có thể yên tâm, thậm chí sinh ra khoái ý rất mạnh. Hắn và Tống Lam còn sống, mà Lăng Hàn sẽ chết, đây là kết cục tốt nhất. Tống tiên tử, hai chúng ta cùng phá vây, như thế xác suất thành công sẽ lớn hơn. Lục kỳ nói, hắn mở mịt nhìn sang Lăng Hàn một chút, đầy đắc ý. Hắn muốn nói với Lăng Hàn, chúng ta sắp đi, các người chết đi. Chủ nhân, trình báo cùng cha hổ kinh hãi, chủ nhân muốn chạy trốn, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Yên tâm, ta và Tống tiên tử rời khỏi đây sẽ cầu cứu thánh địa, các người không có việc gì. Mặc dù trong lòng Lục Kỳ không thèm để ý hai tên thủ hạ chết sống thế nào, nhưng chỉ cố làm ra vẻ đầy đủ, cũng an ủi hai người trình báo. Trình báo cùng cha hổ đau buồn, một khi Lục Kỳ và Tống Lam thoát khốn, đám người bên ngoài sẽ điên cuồng tấn công, sẽ xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Toàn thân bọn họ lạnh run, không biết làm sao bây giờ. Lăng Hàn cười ha ha, không cần sinh ly tử biệt như thế, không phải là mấy tên sinh đan cảnh sao. Lục Kỳ, Tống Lam đều sướng sờ, chỉ là mấy tên sinh đan cảnh. Người thật trâu, không biết tranh lệch một đại đẳng cấp là nghiền ép hay sao trước đó lục kỳ thi triển tiên thiên thần thông chỉ là sinh đan sơ kỳ kém chút phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp huống chi hiện tại có nhiều sinh đan như vậy đạt tới trung kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cũng không ít ngươi đối kháng thế nào đã đến thời điểm này nói khoác có ý nghĩa sao tống lam khẽ nhíu lông mày mười phần không vui nếu không phải khối ngọc bội kia còn trong tay lăng hàn nàng mới lười quản lăng hàn chết sống thế nào lại dám cầm tay của nàng lăng hàn không để ý tới nàng hắn quyết định vận dụng thiên đạo hỏa. Đương nhiên không phải bởi vì hắn bị tống lam mê váng đầu, muốn khoe khoang một chút, mà là bởi vì đám người ngô khởi nguyên, vũ văn thiên đều ở đây. Hắn sợ bị kim nguyên thánh địa phát hiện, lang hàn không để ý, cho dù đối phương phát hiện, chẳng lẽ còn có thể đuổi tới cử dương thánh địa đòi người. Lại nói, cũng không phải chỉ có huyền nguyệt tinh mới có thiên đạo hỏa, chẳng lẽ lang hàn không thể đạt được từ nơi khác hay sao? Hắn xài bước đi ra ngoài, 10, lúc này, Người đối diện đã đếm tới 10, hắn nhìn Lăng Hàn chậm rãi đi ra khỏi trận pháp, khóe miệng nở nụ cười, nói: "Rất tốt, rất tốt, cuối cùng có một người thông minh." Lăng Hàn đi lên vài bước, hắn dừng lại và nói: "Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại lập tức rút lui, ta có thể tha mạng chó của các ngươi." Ách, đám người bên ngoài nghe xong có vẻ mặt khác nhau, có phẫn nộ, có cười lạnh, không xem Lăng Hàn uy hiếp là chuyện to tát. Đây là đương nhiên chỉ là chú đỉnh dựa vào cái gì uy hiếp sinh đan cảnh. Ta đếm đến người, nếu không lui, ta sẽ thả đại chiêu. Lăng Hàn cũng ung dung nói, một, hai, ba, nam tử đếm tới người lúc trước giận tím mặt, thực lực mình mạnh mới có thể chơi trò mèo vần chuột, người chỉ là chú đỉnh cơ nho nhỏ lại dám lớn lối như vậy. Muốn chết, hắn lạnh lùng nói ra, hắn âm thầm quyết định, chỉ cần Lăng Hàn vừa ra trận, hắn sẽ xông lên trước đánh chết Lăng Hàn, cho người khác xem kết cục chú đỉnh nho nhỏ dám khiêu khích sinh đan cảnh là thế nào. 10, Lăng Hàn ngừng lại, hắn không thấy người nào lui, đây là kết quả rõ ràng, nếu có người nào sợ hãi lui về phía sau, đó mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn tiếp tục đi lên phía trước, tốc độ rất chậm. Mau phá trận cho ta, tên sinh đan cảnh bị nhục quát trận sư phá trận, hắn hận không thể lập tức xông vào trận bắt lấy Lăng Hàn. Một bên vừa xem, một bên phá trận, hai bên gặp nhau rất nhanh. Chết, tên sinh đan cảnh đánh tới. Chương 4302, liệt diễm đổ sát. Ai, lang Hàn lắc đầu, hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện, một đạo hỏa diễm phun ra ngoài giống như biển gầm, cũng quét qua phía trước. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt biển lửa đốt cháy vạn dặm. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhưng mỗi người chỉ kêu lên một tiếng là im bặt. Thiên đạo hỏa quá bá đạo, trong nháy mắt đã đốt chết sinh đan cảnh. Sinh đan còn như thế, huống chi là chú đỉnh, trúc cơ liệt diễm trào lên, không gì không thiêu cháy, không có gì bất diệt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Lăng Hàn xoay người lại, nhìn thấy đám người tống lam, lục kỳ, ngô khởi nguyên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, giống như hắn không phải một người mà là một con quái vật. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hắn mỉm cười, ngươi không biết mình đã làm gì sao? Một đống lớn sinh đan cảnh đấy, lại bị ngươi dùng một mồi lửa thiêu chết toàn bộ, cũng không lưu lại một cục xương, có thể không làm người ta giật mình sao? nếu ngươi là chân ngã cảnh hay hóa linh chân quân cho dù ngươi diệt nhiều sinh đan cảnh như vậy cũng không làm người ta kinh hãi nhưng mấu chốt là ngươi mới là chú đỉnh quái vật tuyệt đối là quái vật tống lam nhìn lăng hàn thật sâu người này thâm tàng bất lộ nàng hoàn toàn nhìn lầm trình độ đáng sợ của ngọn lửa kia có lẽ chân ngã cảnh thậm chí hóa linh cảnh cũng không thể địch nổi đây là toàn bộ át chủ bài của lăng hàn sao lục kỳ đổ mồ hôi lạnh nếu lăng hàn dùng ngọn lửa kia đốt mình mình bây giờ đã sớm hóa thành cho bụi rồi Tinh võng thứ 19, hắn chết vô thanh vô tức như vậy. Cho dù hắn tu thành sinh đan thì như thế nào, người xem, nhiều sinh đan như vậy đều chết được không thể chết lại, hắn thì thế nào. Trừ phi, đánh lén, làm lăng hàn không có cơ hội thả hỏa diễm diệt thế kia. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu lục kỳ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, bước chân không ngừng di động, hắn và tống lam, lăng hàn biến thành một đầu dây, nếu lăng hàn đột nhiên xuất thủ, đứng mũi chịu xào chính là tống lam, hắn cũng không tin lăng hàn xuống tay với tống lam việc này không cần suy nghĩ tự nhiên cứ làm như vậy đa tạ tống lam nói với lăng hàn không thì nàng có thể phá vây nhưng thường thanh thanh có khả năng bị đám sinh đan kia xé sống lăng hàn mỉm cười rời khỏi nơi này trước rồi nói sau được mọi người ra khỏi khu vực trận pháp lại ngự khí mà đi đi về phía truyền tống trận trên đường đi mọi người vẫn đắm chìm trong hình ảnh lăng hàn dùng hỏa diễm diệt sinh đan thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần thẳng đi vào truyền tống trận bọn họ mới giữ vững tinh thần sau khi giao đạo thạch bọn họ tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt đã trở về cửu dương tinh vừa bước vào cửu dương tinh nơi này thật sự an toàn có thế lực nào dám chọc đệ tử cửu dương thánh địa hay sao không bao lâu bọn họ đã trở về thánh địa lăng hàn lúc nào có thể xuất phát tống lam hỏi tùy thời đều có thể lăng hàn nói nói chuyện không đầu không cuối như vậy mọi người buồn bực bốn người ngô khởi nguyên vũ văn thiên lộ ra vẻ mặt a à thì ra các người cấu kết với nhau, sắc mặt lục kỳ tái nhợt, đôi cầu nam nữ này đã đạt thành ước định mà hắn không biết, hắn tức giận đến mức muốn giết người. Nhưng hắn không dám nói nửa chữ, bởi vì hắn kiêng kỵ hỏa diễm đáng sợ của Lăng Hàn. Được, Tống Lam gật gật đầu, nói, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Được, Tống Lam và Thường Thanh Thanh rời đi, các nàng cũng muốn thương nghị một chút. Lăng Hàn chia sẻ đan dược với đám người Vũ Văn Thiên, nhưng Lăng Hàn càng quan tâm tới đan phương mà không phải đan dược, Vũ Văn Thiên tìm được mấy tấm, toàn bộ kín đáo đưa cho Lăng Hàn, nhưng căn bản là cấp bậc tứ tinh, trước mắt Lăng Hàn không luyện chế được. Trước tiên để đó, Lăng Hàn trở về gặp đám người nữ hoàng, lần này đi ra ngoài hắn thu hoạch không lớn, ngược lại lãng phí một lần thiên đạo hỏa, nhưng cũng chứng minh đám người ngô khởi nguyên, Hoàng Lăng Vân đáng giá thâm giao, việc này cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Thời gian bình tĩnh trôi qua hai ngày, Tống Lam phát tin tức với Lăng Hàn, hỏi hắn có thể xuất phát vào ngày mai hay không. Lăng Hàn không gì không thể, hắn đáp ứng lần này chỉ ba người rời đi lăng hàn tống lam và thường thanh thanh bọn họ đi truyền tống trận xuyên qua mấy tinh vực đi tới một tinh cầu hoang vắng nơi này không có thế lực cỡ lớn nào hung thú hoành hành thậm chí không thiếu cấp bậc tôn giả hung thú cũng quá đáng sợ không thể dùng định cư nơi này bởi vì có nhiều hung thú nơi này lại có thật nhiều người săn bắn bởi vì thịt da xương hung thú thậm chí bộ lông nội tạng đều có tác dụng lớn có thể bán đi với giá tiền rất cao nếu có thể đạt được yêu hạch, khi đó mới có giá trị liên thành. Một tên đan sư thiên cấp, tại sao xây nhà ở đây? Khoan hãy nói, tinh thể này thừa thải đan dược, mà huyết dịch, xương cốt, yêu hạch hung thú cũng có thể luyện đan, cho nên nơi này với đan sư mà nói, hoàn cảnh rất tốt. Ba người đi theo ngọc bội chỉ thị, trèo núi xuyên sông, một đường đi qua nhiều lãnh địa hung thú, thậm chí, bọn họ còn kinh động đến một đầu đại thú cấp bậc giáo chủ, lăng hàn bị ép vận dụng thiên đạo hỏa thiêu chết nếu có thể giết hung thú cấp giáo chủ như vậy khẳng định là thu hoạch kinh người chỉ huyết nhục cũng là bảo vật siêu đẳng nhưng thiên đạo hỏa quá bá đạo trực tiếp đốt hung thú không còn nổi một cục xương lại lãng phí một lần thiên đạo hỏa lăng hàn phiền muộn tống lam lại ái náy nàng cố ý hay sao kỳ thật trước đó bọn họ vô cùng cẩn thận lẽ ra sẽ không kinh động tới hung thú kia nhưng hết lần này tới lần khác lại kinh động có phải tiểu bì nương này muốn tiêu hao thiên đạo hỏa của hắn hay không với tính cách của tống lam Nàng khẳng định không muốn bị quản chế bởi Lăng Hàn, Lăng Hàn có Thiên Đạo Hỏa chính là uy lớn với nàng. Cho nên, lợi dụng hung thú tiêu hao Thiên Đạo Hỏa, nói nghe còn được. T, thật sự không thể xem thường nữ nhân này, đừng nhìn nàng đẹp như tiên nữ, nhưng tuyệt đối không phải bình hoa, trí tuệ nhất định hơn người. Sau đó, Lăng Hàn càng cẩn thận, không cho Tống Lam cơ hội dẫn dắt hung thú. Đương nhiên cũng có khả năng không cẩn thận như trước, Tống Lam cũng không cố ý tiêu hao át chủ bài của Lăng Hàn. Tốn thời gian 9 ngày, rốt cuộc bọn họ mới đi tới nơi cần tới. Không phải khoảng cách quá xa, mà là đoạn đường không an toàn, ngựa khí phi hành là hành vi muốn chết, trên bầu trời còn nhiều hung thú sinh đan, chân ngã thậm chí mạnh hơn, chỉ có thể đàng hoàng đi trên mặt đất, gặp được yêu thú cường đại phải đi đường vong, làm sao có khả năng nhanh nổi. Bọn họ nghiên cứu chung quanh một lúc, sau đó mới tìm ra động phủ và mở cửa lớn. Di tàng của đan sư thiên cấp xuất hiện trước mặt bọn họ chương 4303, Thăng Long Thịnh Hội. Ba người lăng hàn tiến vào động phủ, sau khi tìm kiếm một lúc, bọn họ thất vọng. Tôn Toàn cầm đi tất cả bảo tàng. Không phải, Tôn Toàn phát hiện đan phương, hắn chỉ lấy một phần đan dược mà thôi, hơn nữa là phần có giá trị thấp nhất. Đan phương, đan dược chân quý chân chính còn nằm ở nơi này, nhưng nó có đại trận tuyệt thế bảo hộ, căn bản không tiến vào được. Lăng hàn liên thủ với thường thanh thanh cũng không có kết quả, bọn họ tối đa chỉ am hiểu trận pháp sinh đan cảnh, nhưng nếu như đây chỉ là cấp bậc sinh đan thì làm sao có thể ngăn cản tôn toàn người ta chính là hóa linh chân quân đấy cho nên trận pháp này chỉ ít cũng là cấp bậc giáo chủ thậm chí là cấp tôn giả bọn họ hiện tại thúc thủ vô sách làm sao bây giờ ba người nhìn nhau sau đó đều lắc đầu không có chút biện pháp nào tống lam thất vọng thậm chí có thống khổ lam lam người yên tâm khẳng định còn có những biện pháp khác thường thanh thanh an ủi tống lam cười khổ đan phương thập diệp hồi sinh đan đã sớm thất truyền, năm đó chỉ có thanh hà đan sư có thể luyện chế, nhưng hắn không có truyền nhân, vốn cho rằng tôn toàn sẽ có được, không nghĩ tới truy tung đến nơi này vẫn thất vọng. Người muốn thập diệp hồi sinh đan làm cái gì? Lang Hàn hỏi, Tống Lam trầm ngâm, nói, tổ gia gia ta tu luyện tổ hỏa nhập ma, nhất định phải có thập diệp hồi sinh đan mới có thể giải cứu. A, à, thì ra là thế, Lang Hàn cười ha ha. Chờ ta đạt tới cấp bậc giáo chủ lại phá vỡ trận pháp nơi này, lấy được đan phương luyện đan giúp ngươi là được hắn nói lời này rất vị ý giống như chỉ là việc nhỏ không có gì tống lam vô ý thức muốn phản bác nhưng nghĩ lại lăng hàn thật có tư cách này người có thể luyện chế đỉnh tâm đan nói rõ lăng hàn có thiên phú đan đạo kinh người hiện tại hắn hiện tại có thiên phú luyện đan kinh người đã là đan trận song tuyệt có thể tiến vào thánh địa thiên phú võ đạo không cần hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ lăng hàn cần bao lâu mới bước vào cấp giáo chủ mười năm trăm năm ngàn năm tống lam chờ được sao tôn giả tống ra kia chờ được sao vậy cảm ơn ngươi trước tống lam gật gật đầu nàng vẫn cảm tạ hảo ý của lăng hàn về sau gặp mặt nhớ kỹ gọi một tiếng hảo ca ca lăng hàn nghiêm nghị nói soát nghênh đón hắn là một trưởng của tống lam lăng hàn nhảy sang một bên trưởng phong chỉ là đùa mà thôi mà tống lam cũng biết bởi vậy một trưởng này cũng không có lực sát thương gì trở về bọn họ trở lại cửu dương thánh địa lục kỳ cũng biết ba người bọn họ cùng đi ra ngoài nghe nói hắn đã nổi trận lôi đình đập nát toàn bộ đồ vật trong phòng sau khi lang hàn tu luyện xong tại trạm trung chuyển của thánh địa cửu dương thánh nhân đã giấu bí pháp ở nơi nào lão hắc xem ngươi rồi lang hàn nói với đại hắc cẩu đại hắc cẩu lập tức dương dương đắc ý thế nào vẫn phải dựa vào cẩu ra hay sao ân cần mũi chó của ngươi lang hàn cười nói nhìn xem có thể tìm ra đồ dùng của cửu dương thánh nhân năm đó hay không cho ngươi ngửi một cái mùi, sau đó lật ra quần lót của cửu dương thánh nhân. Go, cầu ra liều mạng với ngươi, nhưng cho dù tìm kiếm thế nào, bọn họ vẫn không tìm ra một chút manh mối nào. Chúng ta cần đổi mạch suy nghĩ, gần trăm triệu năm qua, địa phương đã bị người ta lật tung vài lần, nhưng không có một người thành công, có lẽ phần truyền thừa này cũng không nằm trong cửu dương thánh địa. Lang Hàn phỏng đoán, vậy làm sao tìm, đại hắc cầu lắc đầu, nói, cửu dương tinh lớn bao nhiêu, muốn cẩn thận tìm từng tấc đất một lần, không có hơn mấy ngàn vạn năm thì đừng mơ tưởng. Cho nên, ở trong cửu dương thánh địa có manh mối bí pháp truyền thừa, cũng không phải bản thân truyền thừa, dùng mạch suy nghĩ này tìm xem. Được, một người một chó bắt đầu tìm kiếm, chẳng những bọn họ, đám người lâm lạc, chu Hằng cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm, có tài nguyên thánh địa bồi dưỡng, tất cả mọi người đột phá trúc cơ rất nhanh, trở thành cao thủ cấp bậc chú đỉnh. Đối với những thiên tài này, ngưỡng cửa chú đỉnh không tính là gì nhưng bọn họ còn không có tìm được mấy ngày một tin tức quan trọng truyền đến bắc thiên vực thăng long thịnh hội sắp mở ra toàn bộ tinh vũ bị chia làm bốn khu vực lớn theo thứ tự là đông thiên vực tây thiên vực nam thiên vực và bắc thiên vực mỗi thiên vực lớn bao nhiêu sử dụng truyền tống trận muốn đi một vòng cũng cần thời gian vài chục năm có thể thấy được một cái thiên vực to lớn thăng long thịnh hội là thịnh sự cực lớn tại bắc thiên vực phàm là người dưới chân ngã cảnh đều có thể tham gia sẽ tiến vào bí cảnh cực lớn, đạt được tạo hóa cực lớn bên trong. Cho nên, phàm là người đạt tới trúc cơ, chú đỉnh, sinh đan đều nghĩ cách tìm được tấm vé vào cửa. Ví dụ như Lăng Hàn là chú đỉnh, như vậy hắn có thể thu lấy tiên hà trong bí cảnh ôn dưỡng tiên đỉnh, tu ra một môn thần thông, sử dụng tiên hà hòa thành thần mang vô kiên bất tồi. Ngày sau, thời điểm đột phá sinh đan, tiên hà cũng có thể dung nhập vào trong tiên đan, từ đó tăng phẩm chất của tiên đan. Trong bí cảnh có rất nhiều tạo hóa, có thể gia tăng tốc độ tu hành của võ giả. Nói tóm lại, cơ hội tiềm long thăng thiên, cho nên mới sẽ gọi là thăng long thịnh hội. Lăng Hàn tự nhiên động tâm, hắn tin tưởng, chính mình khẳng định có thể nắm giữ một danh ngạch. Quả nhiên, thánh địa nhanh chóng tuyên bố, nhưng Lăng Hàn lại suy nghĩ nhiều quá, không chỉ hắn có danh ngạch, tất cả mọi người đều có, không có một thất bại. Đường đường thánh địa, đương nhiên nắm giữ đầy đủ danh ngạch. Cho nên, mọi người chỉ cần chuẩn bị một chút, một tháng sau xuất phát đi tới Đại Lâm Tinh. Lăng Hàn mới biết được, vì cái gì Thánh Địa không có nói trước cử hành luận võ bài danh gì đó, bởi vì không cần, mỗi người đều có thể đi thăng long thịnh hội, đánh nhau làm cái gì chứ? Tất cả mọi người rất hưng phấn, đây chính là cơ hội cá chép hóa rồng, chỉ cần tìm được đại cơ duyên trong bí cảnh, cái kia thực hiện tu vi đại đột phá cũng không phải là mơ mộng hão huyền, đánh nhau cùng cấp năng lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Tiềm Long Thăng Thiên, từ đó Long Ngạo Thiên Địa, đám người nữ hoàng, lâm lạc đều là người dã tâm bừng bừng. Bọn họ kém lang hàn rất lớn, hy vọng có thể mượn cơ hội này có thể rút ngắn, không thể luôn để lang hàn vượt lên trước quá xa và mang tạo hóa cho bọn họ. Nhất là đám người lâm lạc, chu hằng, có người nào không phải cự phách tâm cao khí ngạo tại nguyên thế giới. Sau một tháng, tất cả mọi người xuất phát đi tới Đại Lâm Tinh. Lần này do một tôn giả dẫn đội, chính là cửu Sơn tôn giả, trong thiên hạ thánh nhân không xuất thế, tôn giả chính là chiến lược mạnh nhất, từ việc cửu Sơn tôn giả dẫn đội, không có kẻ nào dám ra tay tập kích nhưng cửu sơn tôn giả lại không có địa vị cao trong suy nghĩ của mọi người, hắn là kẻ lừa ăn lừa uống của đám tiểu bối, mặc dù mọi người không tiện nói cái gì nhưng chắc chắn bí mật nghị luận với nhau. Với thực lực của cửu sơn tôn giả, hắn sẽ không biết sao. Bởi vậy, mặt của hắn xanh xám, hắt xì, trong cửu dương thánh địa có một con mèo trắng đang hắt xì. a à, tên vương bát đản nào đang chủ yếu ta, chương 4304, Bạch Liên Thánh Địa. Dù là trên đường đi đều có truyền tống trận, nhưng người nào cũng không thể không khoảng cách liên tục sử dụng, bởi vậy, bọn họ hết thảy bỏ ra 17 ngày thời gian, lúc này mới đi tới Đại Lâm Tinh. Đại Lâm Tinh, đây là một tòa siêu cấp Đại Tinh, đã từng từng ra một vị tổ vương, được tôn xưng là Bạch Liên Thánh Hoàng. Cũng là một trong số ít các nữ tổ vương, năm đó hoành kích ngàn vạn thiên kiêu, cuối cùng bước lên đế vị, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Đại bí cảnh là Bạch Liên Thánh Hoàng làm ra, có lẽ trước kia, lối vào đại bí cảnh cũng không cố định, có khả năng ở tinh thể nào đó, cũng có khả năng ở sâu trong tinh không, nhưng Bạch Liên Thánh Hoàng sử dụng đại thủ đoạn cố định bí cảnh vĩnh viễn trên Đại Lâm Tinh. Thang Long thịnh hội cách mỗi 100 vạn năm mở ra một lần, tại sao lâu như thế? Rất đơn giản, đại bí cảnh cũng cách mỗi trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra đại bí cảnh trọng yếu thế nào. Sau khi đi vào Đại Lâm Tinh, Cửu Sơn Tôn giả không mang theo bọn họ đi tới tổ địa Bạch Liên Thánh Hoàng, mà là liền vì tiện tìm một chỗ ở lại. Ngược lại chờ tới khi Tham Long Thịnh hội mở ra, bọn họ lại chạy tới cũng không muộn. Trong đại bí cảnh này, từ trước đến nay không phải tới trước là có thể thu hoạch cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên chính là cơ duyên xảo hợp, không có đạo lý tới trước tới sau. Nhóm người bọn họ có hơn 400 người, luôn có một ít người tính cách không chịu ngồi yên, không chịu nổi tịch mịch, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho nên đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng nơi này chính là trung tâm Bắc Thiên vực, vô số thế lực đã chạy tới, hoặc đang ở đi tới đi dạo bên ngoài có tỷ lệ gặp được thế lực khác lớn đến kinh người, có đôi khi khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Có chút xung đột nhỏ, có chút huyên náo rất lớn, thậm chí đánh hội đồng. Mặc dù cửu dương thánh địa có thanh danh hiển hách trong tinh không, nhưng xung đột tại nơi này cũng không chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, không có sinh đan cảnh, cách mỗi vạn năm mới chiêu sinh một lần, hơn nữa còn là cấp bậc chú đỉnh, chúc cơ, chỉ hơn một năm cũng không một người bước vào sinh đan cảnh, làm sao so với thế lực khác người ta chỉ cần xuất động một tên sinh đan cảnh là có thể đè bẹp cửu dương thánh địa bởi vậy sau khi đánh vài lần đám thanh niên cửu dương thánh địa cũng học điệu thấp tạm thời không đi sinh sự trên tinh võng phi thường náo nhiệt thỉnh thoảng sẽ có người nói cường giả hoặc thiên tài nào đó tới đáng tiếc là thủy nhất vạn đạo phá thiên và tinh không đệ nhất nhân quá thần bí không ai biết thực lực chân thật của bọn họ là gì thuộc về thiên vực nào bởi vậy cũng không biết bọn họ có tới tham gia thịnh hội hay không giống như lục kỳ bài danh 19 chú đỉnh trên tinh võng, hắn đến tự nhiên chấn động tinh võng, trên thực tế chỉ cần có thể tiến vào trước một ngàn, người nào cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lăng Hàn có tài khoản Lăng Hàn mới đánh tới bài danh mười mấy vạn, tự nhiên là hạng người không có tiếng tăm gì, nhưng tinh không đệ nhất nhân đã vào tới hàng ngũ 900, mỗi ngày đều tiến lên 4 năm bài danh, muốn đi vào top 100, hắn cần thời gian thật dài. Từ chỉnh thể mà nhìn, thực lực Bắc Thiên vực yếu kém nhất. Bởi vì trong 10 vị trí đầu chú đỉnh trong bài danh tinh võng không có ai đến từ Bắc Thiên vực, bài danh cao nhất Bắc Thiên vực chỉ là 12, bởi vậy, lục kỳ bài danh 19 rất nghiêu bức, hắn đứng vào 5 vị trí đầu trong Bắc Thiên vực. Không chỉ chú đỉnh, cho dù là trúc cơ, sinh đan cũng là như thế. Mặc dù từ cấp giáo chủ đã không có đẳng cấp chiến, nhưng nghe nói đại năng tiểu thừa cảnh, tứ cực cảnh ở Bắc Thiên vực cũng có số lượng ít nhất, tất cả bắt nguồn từ đại chiến ngàn vạn năm trước, ảnh hưởng khí vận bắc thiên vực nghiêm trọng bởi vậy nơi này rất khó sinh ra nhân vật đỉnh cấp lang hàn nghĩ đi hiểu rõ quãng lịch sử này hắn lại phát hiện trong đó chống không hắn cũng không thể tra ra tư liệu trên tinh võng chỉ biết đã bạo phát một hồi đại chiến nhưng cụ thể là đánh với ai khai chiến cường giả cấp bậc gì tất cả đều không biết có thể đánh khí vận một thiên vực rơi xuống trầm trọng chẳng lẽ là tổ vương chiến nhưng ai cũng biết mỗi một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương chờ chút lang hàn nghĩ đến Hầu Ca đã từng nói, Tổ vương nhà hắn đi bí cảnh ở biên giới vũ trụ cái nào đó tìm kiếm biện pháp vĩnh sinh bất diệt, đến nay chưa về, vô cùng có khả năng còn sống sót. Cho nên nói, có khả năng thế gian xuất hiện tình huống thế gian có hai vị tổ vương. Tổ vương, tụ tập khí vận thiên địa, vô địch thế gian, hai tổ vương khai chiến, đánh rớt khí vận một thiên vực cũng là chuyện bình thường. Được rồi, ở chỗ này đoán giả đoán non cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn đặt trọng điểm vào bí cảnh, đây là bí cảnh vô danh nhưng bởi vì bị Bạch Liên Thánh Hoàng cưỡng ép cố định, cách mỗi trăm vạn năm sẽ sinh ra tạo hóa cho thế nhân, bởi vậy vì kỷ niệm vị tổ vương này, đại bí cảnh gọi là Bạch Liên bí cảnh. Trên thực tế, bí cảnh vô cùng to lớn, hoàn cảnh bên trong phức tạp không gì sánh kịp. Chỗ đó có tiên dược tăng tu vi, cũng có tiên hà làm người ta thèm nhỏ rãi, còn có khoáng vật siêu hoạt tính, có thể giúp tiên đan tiến hóa. Tiên đỉnh có phân biệt thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tiên đan đương nhiên cũng có, có chút khoáng vật hoạt tính có thể giúp đồng đan biến thành ngân đan, ngân đan biến thành kim đan, từ đó võ giả xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Cho nên nói, đây là cơ hội tiềm long thăng thiên. Nghe nói, Bạch Liên Bí cảnh còn có một tạo hóa trung cực, là Bạch Liên Thánh Hoàng chính miệng nói, nhưng chưa từng có một người chiếm được. Không có ai biết tạo hóa đó là cái gì, khả năng bị Tổ Vương sử dụng trung cực để miêu tả, đủ để chứng minh tạo hóa nghịch thiên cỡ nào. Lại qua 10 ngày, Thăng Long Thịnh hội bắt đầu, một tia sáng giáng xuống sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong hư không, dường như nó câu thông thế giới khác. Hiu hiu hiu, vô số người ngự khí phi hành, từ các ngõ ngách tiến vào trong cánh cửa. Cánh cửa cao ngàn trượng, rộng hơn 600 trượng, thật sự to lớn. Từ đó có thể thấy thủ đoạn của Thánh Hoàng cao siêu cỡ nào. Rất nhiều người trực tiếp xuyên thấu cánh cửa ánh sáng, nhưng cũng có thật nhiều người đụng vào và rơi xuống. Vì sao, có người tu vi không hợp, chân ngã cảnh cũng nghĩ đi vào, không có cửa đâu có chút người không có tư cách muốn xuyên qua cánh cửa trước hết đạt được một khối lệnh bài liên gia ban phát liên gia chính là hậu duệ của bạch liên thánh hoàng đi thôi cửu sơn tôn giả nói mọi người đã sớm không kìm nén được lập tức bay lên điều khiển bảo khí tiến vào cánh cửa ông bọn họ đều có lệnh bài liên gia đây là cửu sơn tôn giả vừa mới phát cho bọn họ bởi vậy tự nhiên có thể xuyên qua cánh cửa chỉ cảm thấy giống như xuyên qua vũng bùn tốc độ biến chậm cảnh vật trước mắt đang lắc lư khi bọn họ khôi phục tốc độ lần nữa đã xuất hiện trong thiên địa mới. Khắp nơi minh ngông, tất cả đều là loạn thạch, a, à, những người khác đâu? Lăng Hàn nhìn sang hai bên, hắn đứng chung với đám người nữ hoàng, hổ nữ tiến vào nơi này, tại sao chỉ còn một mình hắn? Chương 4305, Hoàng Nguyên. Lăng Hàn mở liên tiếp khí ra, đương nhiên là tinh võng, rời khỏi tinh vực Cửu Dương Thánh địa thống ngự, đương nhiên không thể kết nối với mạng lưới thánh địa. Nhưng trong bí cảnh, liên tiếp khí tinh võng cũng không dùng được xem ra, chỉ có thể trở về phương thức thông tin nguyên thủy, trực tiếp gặp mặt. Nơi này là Hoang Nguyên, sau đó là Hỏa Diệm Sơn, tiếp theo là Sa Mạc, sau đó là Băng Cốc, cuối cùng là Binh Nhận Lính, đây là giai đoạn thứ nhất. Trong đầu Lăng Hàn xuất hiện tư liệu quan hệ với Bạch Liên Bí Cảnh, trên thực tế, tư liệu liên quan tới Bí Cảnh cũng không nhiều. Rất nhiều đại giáo xem đây là cơ mật, làm sao có thể truyền ra ngoài. Cửu Dương Thánh Địa, bởi vì cách mỗi vạn năm mới có thể mở sơn môn 10 năm, điều này cũng làm thời điểm thăng long thịnh hội mở ra rất nhiều thời điểm bọn họ không có đệ tử tham gia hoặc là chết hoặc là đột phá chân ngã cảnh cho nên thánh địa không nắm giữ bao nhiêu tư liệu về bí cảnh lang hàn chỉ có thể dựa vào tư liệu hạn chế tìm kiếm phương hướng mà thôi muốn tụ tập với đám người nữ hoàng có lẽ phải thông qua giai đoạn thứ nhất nhưng giai đoạn thứ hai là cái gì trước mắt lang hàn còn không biết bởi vì trong lịch sử có rất ít người vượt qua giai đoạn thứ nhất trong 100 có một người là không tồi hơn nữa bí cảnh cũng không chỉ có cơ duyên, còn có nguy hiểm. Nhưng trên người bọn họ không phải có lệnh bài liên ra sao. Thực gặp được nguy hiểm không thể hóa giải, vậy chỉ cần bóp nát lệnh bài là có thể truyền tống ra khỏi bí cảnh. Cơ hội chỉ có một lần, một khi rời đi, vậy thì không có khả năng lại đi vào, nếu không phải chờ thêm 100 vạn năm. 100 vạn năm đấy, chỉ có thánh nhân mới có thể sống lâu như thế, ai chờ được. Cũng chính vì vậy, mỗi lần bạch liên bí cảnh mở ra, luôn có rất nhiều người muốn liều một lần, chậm chạp không có bóp nát lệnh bài, cho nên vùi tính mạng tại đây. Lăng Hàn thầm nghĩ, hắn tiến lên phía trước, nơi này là hoang nguyên minh mông vô bờ, trên mặt đất đều là tảng đá nhỏ thấp, trong khe đá có cỏ dại lưa thưa, thể hiện ra sinh mệnh lực. Cường đại, nơi này không thể ngự khí phi hành, bởi vì có trọng lực cường đại áp bách, hơn nữa, không chỉ không thể phi hành, cho dù đi bộ cũng khó khăn, trọng lực cường đại áp bách cho nên ngươi chưa đi bao xa đã thở hồng hộc. Nhưng đây không phải vấn đề duy nhất, bởi vì nơi này còn có rất nhiều cạm bẫy. Có chút tảng đá cũng không phải rất cứng rắn, chỉ cần dẫm mạnh sẽ nát, phía dưới là cái động rất sâu. Nơi này không thể ngự khí phi hành, cho nên nếu thật dẫm lên cạm bẫy, nếu không cách nào bò lên, nhất định phải vận dụng lệnh bài bảo vệ tính mạng, bởi vì rơi xuống sẽ tan xương nát thịt. Hơn nữa, cho dù không ngã chết, dùng trọng lực to lớn, muốn bỏ ra ngoài là chuyện không thể nào. Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hắn muốn thử xem đế binh có thể hóa giải trọng lực hay không nhưng làm hắn thất vọng là cho dù là hỗn độn cực lôi tháp cũng không thể tránh được đây không phải mẫu kim không góp sức mà là đẳng cấp hỗn độn cực lôi tháp hiện tại quá thấp ai làm mẫu kim hổ thẹn lang hàn giữ vững tinh thần hắn cũng phải cẩn thận không thể chưa hoàn thành giai đoạn đầu tiên đã xám xịt dẹp đường về nhà hắn nhanh chân bước đi hả hắn đạp xuống tảng đá dưới chân không chịu lực cho nên vỡ vụn lang hàn vội vàng vận chuyển chỉ xích thiên nhai hắn bước đi thật nhanh thành công đạp lên tảng đá khác hắn quay đầu nhìn lại, tảng đá trước đó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hố sâu không đáy. Làm người hiếu kỳ không gì sánh được, Lăng Hàn cũng không có lập tức rời đi, hắn phát động nhãn thuật nhìn xuống hố. Đúng là sâu, với nhãn thuật của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy đáy, nếu ngã xuống sẽ thảm. Lăng Hàn thổn thức, tiếp tục đi tới. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều cảm bẫy như vậy, nhưng đều bị hắn thuận lợi hóa giải, trong bất chi bất giác, sắc trời tối lại. Lăng Hàn không tiếp tục lên đường, nhất định phải bảo trì tinh lực dư thừa nếu đi suốt ngày đêm tinh thần của hắn sẽ không chịu đựng nổi vậy thì không có lợi hắn ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn và vận chuyển cổ dương thiên công hấp thu lực lượng thiên địa yếu ớt bốn phía từ đó khôi phục lực lượng tiêu hao ban ngày hiệu quả rất kém cỏi nhưng ban ngày hắn cũng không có đại chiến bí lực tiêu hao có hạn hơn một giờ sau bí lực của hắn đã khôi phục hoàn toàn lang hàn cầm thịt hung thú đã chuẩn bị trước ra hắn đốt đống lửa nướng thịt không qua bao lâu mùi thơm bắn ra bốn phía. Đây chính là hung thú cấp bậc chú đỉnh, bên trong chất thịt ẩn chứa năng lượng kinh người, chẳng những có thể bổ sung thể lực thật nhanh, hơn nữa còn là đại bổ, nếu có thể phục dụng lâu dài, thể phách khẳng định sẽ mạnh hơn trước, cứ nhìn ngô khởi nguyên sẽ biết, từ nhỏ đã ăn thịt hung thú, thể phách hắn mạnh cỡ nào. Nhưng một lúc sau, lang hàn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì hắn cảm ứng được có khí thức sinh mệnh đang tiếp cận. Là cùng nhập nơi đây người cạnh tranh sao? Lang hàn đề phòng, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá bởi vì hắn vô địch trong chú đỉnh nếu gặp được sinh đan hắn cũng có thiên đạo hỏa có thể uy hiếp còn có 5 lần sử dụng qua một lúc một thứ gì đó hình tròn xuất hiện thứ đó có hình dạng như gấu nhưng trên thân mọc đầy gai nhọn mỗi một cây đều tỏa sáng lăng hàn run động đây là hung thú từ ánh mắt từ khí thức đều có thể nhìn ra nó tràn đầy dã tính và hung tàn nhưng bởi vì hình thể ra hỏa này hơi tròn thật sự không thể làm người ta liên tưởng tới hung thú hung tàn con hung thú kia không có dừng lại, nó lao tới và tấn công Lăng Hàn. Khá lắm, hung thú trúc cơ còn hung tàn như thế. Đối với hung thú, hắn không cần khách khí, Lăng Hàn đánh ra một đạo sát khí xung kích, đầu hung thú kia giật mình chết đi, nó nga xuống đất. Không biết hương vị hung thú này thế nào, Lăng Hàn nói thầm, là người ăn hàng, hắn sẽ nghĩ tới ăn trước. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, hắn cau mày, bởi vì hắn cảm ứng được có khí tức khác tới gần. Một đầu, hai đầu, ba đầu, chỉ ít mấy trăm con hung thú xuất hiện khốn kiếp chọc tổ ong vò vẽ sao nhiều hung thú như vậy tại sao ban ngày không thấy con nào là bị mùi thịt hấp dẫn tới lang hàn đứng lên hung thú nơi này không chỉ có chút cơ còn có cấp bậc chú đỉnh hơn nữa số lượng còn không ít lập tức mấy chục con hung thú cùng lao lên chúng lao tới gần đám hung thú kia đứng thẳng giống viên cầu chúng đâm thẳng vào người lăng hàn toàn thân đám hung thú mọc đầy gai ngược hòa thành một viên cầu đập tới lực sát thương khá kinh người Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích, bành bành bành, có hung thú ngã xuống đất, thức hải của chúng vỡ vụn chết ngay lập tức, nhưng cũng có một nửa hung thú vẫn lao tới. Chương 4306, khoác lác, hơn 20 con hung thú lao tới giống như máy ném đá ném ném đá nặng vào người Lăng Hàn, hơn nữa còn đầy gai nhọn. Lăng Hàn mở màn sáng tinh thần, hiện tại bên trong chú đỉnh cảnh, đối thủ có thể ép hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp đã ít tới đáng thương. Bành bành bành, từng đầu hung thú va chạm làm màn sáng chấn động, màn sáng vẫn hương ngạng không vỡ. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng ăn một kích của hắn. Bành, lập tức, những hung thú kia bay lên, chúng bị một quyền của hắn đánh bay. Nhưng có càng nhiều hung thú lao tới, sử dụng tự thân làm vũ khí va chạm với Lăng Hàn, hơn nữa, trên mũi nhọn rất nhiều hung thú có ánh sáng lóe lên, dường như biết va chạm bình thường không thể tạo thành tổn thương lên Lăng Hàn, cho nên chúng phát động đại chiêu. Bành, 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 Lần này lại khác biệt, khi từng đầu hung thú đụng vào, màn sáng xuất hiện rất nhiều vết nứt, số lượng càng ngày càng nhiều, màn sáng sắp phá vỡ. Việc này càng kích thích hung tính của đám hung thú, chúng như nổi điên va chạm vào màn sáng. Lăng Hàn cười nhạt, niệm lực phun trào, tinh thần màn sáng khôi phục như ban đầu. Hắn sử dụng bí lực dự trữ, hoàn toàn có thể đứng bất động như vậy cho hung thú va chạm tới khi kết thúc sinh mạng. Hắn sẽ không bị động như thế, lập tức triển khai phản kích, hắn đấm ra một quyền, mười con hung thú bị đánh bay có chút tâm mạch vỡ nát chết ngay lập tức đối phó hung thú đương nhiên hắn không cần khách khí bật hết hỏa lực trong từng quyền oanh khích không ngừng có hung thú bị hắn đánh nổ thi thể rơi xuống như mưa nhìn thấy máu tươi sát ý của hắn cũng nổi lên hắn hóa thân thành sát thần không ngừng thu gặt sinh mệnh sau khi chết gần trăm đồng bạn những hung thú kia cũng sợ hãi chúng quay đầu chạy đi đừng nhìn bọn chúng tròn vo nhưng tốc độ rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng lăng hàn cũng không có truy kích tảng đá nơi này đầy cạm bẫy hắn cũng không muốn bởi vì truy kích vài đầu hung thú mà làm mình lâm vào nguy hiểm ngược lại không cừu không oán so đo với hung thú không có trí tuệ làm gì lăng hàn dừng bước lại hắn cắt thịt một con hung thú nướng ăn kết quả hắn ăn một miếng thì buồn nôn thịt chúng quá khó ăn mang theo mùi vị rất khó ngửi được rồi hắn một miếng thịt cũng không muốn lăng hàn đi ra một chút nơi này khắp nơi là máu mùi không dễ ngửi một đêm trôi qua, mặt trời bay lên cao như cũ. A, à, nơi này còn có mặt trời. Lăng Hàn nhìn lên bầu trời, hắn phát động nhãn thuật, hắn kinh ngạc phát hiện đó là mặt trời thật. Chẳng lẽ hắn đang ở trên tinh thể nào đó trong tinh không hay sao? Nếu là như vậy, vì cái gì chưa từng có bị người phát hiện nơi này, còn cần cánh cửa ánh sáng truyền tống? Bởi vì tinh cầu có trận pháp bao phủ hay sao? Nhưng ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, hắn không do dự, vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu lực lượng thiên địa sau nửa giờ lăng hàn thu công đứng lên hắn suy nghĩ trước đó hấp thu lực lượng thiên địa nhìn như rất bình thường nhưng tinh tế phân biệt sẽ phát hiện một ít thứ gì đó đúng giống như dùng thiên tài địa bảo để thăng tu vi lực lượng thiên địa nơi này chính là thiên tài địa bảo đương nhiên là thiên tài địa bảo cực kỳ kém cỏi không khác gì tu luyện bình thường thú vị lăng hàn trước đó đã cảm thấy nơi này quái dị hiện tại suy nghĩ kỹ hắn phát hiện nơi đây không đơn giản hắn tiếp tục lên đường ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm nghỉ ngơi. Hoang nguyên quá lớn, hắn đã đi ba ngày nhưng không gặp một người, ngược lại có không ít hung thú, trừ hung thú tròn vo còn có thần lằn, kỳ đà màu giống như màu đá, miệng chúng phun nước mực đen có lực ăn mòn cực mạnh. Hơn nữa, thực lực tổng hợp của hung thú thần lằn cũng mạnh hơn, đã gần tới sinh đan cảnh. Hung mãnh như vậy, lang Hàn sẽ không chiêu vào, cũng may đám hung thú như vậy không chủ động ẩn giấu tung tích, có thể sớm phát hiện và đi vòng qua. Tới ngày thứ tư, Lăng Hàn không may lại gặp một con thần lằn sinh đan cảnh, hắn chỉ có thể đường vòng. Hắn vừa mới đi vòng qua, một nam tử từ phía sau chạy tới. Người này khoảng 20 tuổi, dáng vẻ rất anh Tuấn nhưng lại có một vết sẹo từ lông mày trái kéo dài tới khóe miệng, từ đó vết thẹo phá tan anh Tuấn của hắn, vết thương này rất sâu, thịt hai bên đều lật ra ngoài, nhìn hắn rất dữ tợn. Nhưng Lăng Hàn sẽ không quan tâm tướng mạo của người khác, hắn chỉ nhìn sơ qua và thu hồi ánh mắt. Nam tử mặt sẹo nói, ngươi đang nhìn sẹo trên mặt ta sao ách lang hàn lắc đầu không có hứng thú hắn không quan tâm đối phương là ai càng không để ý tới tướng mạo của đối phương đây là vết sẹo lưu lại sau khi ta quyết đấu với lục kỳ không nghĩ tới mặt thẹo lại nói tiếp đây không phải sỉ nhục ngược lại là tiêu chí anh dũng của ta lang hàn kinh ngạc kẻ này đúng là mặt dài bị người ta phá tướng lại còn nói là tiêu chí anh dũng nhưng lục kỳ bài danh 19 tinh võng có gì mà đắc ý ta đã biết, Lăng Hàn gật đầu, đối phương thích thổi thì cứ thổi đi. Mặt thẹo không bỏ qua, lại nói, ngươi biết Lục Kỳ là ai không? Không đợi Lăng Hàn nói chuyện, hắn lập tức nói tiếp. Lục Kỳ chính là siêu cấp thiên tài bài danh 19 chú đỉnh cảnh trên tinh võng, ta có thể va chạm khí lực với hắn 500 chiêu, cuối cùng mới bị hắn gây thương tích, đây chính là thực lực. Lăng Hàn không biết nên nói gì nữa, thì ra còn thích thổi phồng chiến tích, vậy thì thế nào, hắn hơi không kiên nhẫn, cho nên, người còn không ngoan ngoán quỳ xuống. Mặt thẹo cao ngạo nói, nếu không, người đang vô lễ với ta, ta cũng có thể lấy tính mạng của ngươi. Lăng Hàn bật cười, hắn tiến lên một bước tới gần tên mặt thẹo. Muốn chết, mặt thẹo thấy thế liền rút kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn giơ hai ngón tay kẹp kiếm của đối phương, sau đó trở tay đặt lên cổ đối phương. Lúc này tên mặt thẹo không dám động đậy, nếu hắn động đậy, cái đầu sẽ rơi xuống đất, có chuyện gì từ từ nói, không nên vọng động hắn sợ đến không dám ngạo màn và phách lối như lúc nãy. Lang Hàn lộ ra vẻ mặt hoài nghi, ngươi thực sự giao thủ với Lục Kỳ sao? Chỉ có thực lực như thế mà dám nói đại chiến 500 hiệp với Lục Kỳ, hắn là mặt hàng một chiêu là có thể miểu sát. Đương nhiên, mặt thẹo cao ngạo nói, Lang Hàn cười ha ha, ta cũng đánh với Lục Kỳ, mặc dù ta không có chút hảo cảm nào với gia hỏa kia, nhưng ta nghĩ, hắn dùng một ngón tay cũng có thể giết ngươi 100 lần. Tên mặt thẹo xấu hổ, giải thích, Thời điểm ta giao thủ với hắn là vào mấy chục năm trước, hắn chưa lợi hại như vậy. lang Hàn bật cười, Lục Kỳ nhiều lắm mới hơn 30 tuổi đi, người giao thủ với hắn vào vài thập niên trước. chương 4307, khó lòng phòng bị. Mặt thẹo há hốc mồm, nhưng nói dối có sơ hở quá lớn, hắn cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thán và nói, Kỳ thật ta thật giao thủ với Lục Kỳ, nhưng khi đó ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, hơn nữa còn đi với người khác, lại bị lục kỳ dùng một đạo kiếm khí hủy dung lời này có độ chân thật cao hơn nhiều kỳ thật lang hàn không muốn truy cứu người này có từng giao thủ với lục kỳ hay không hắn chỉ hiếu kỳ mới hỏi một câu mà thôi hắn cười một tiếng nghe ngươi nói như vậy giống như bây giờ không phải là vô danh tiểu tốt đúng thế mặt thẹo nói xin hỏi vị cao nhân này xưng hô như thế nào lang hàn cười nói tại hạ lý tự toán mặt thẹo vừa động động cái cổ đã bị mũi kiếm sượt qua lập tức có máu tươi chảy ra ngoài hắn rụt cổ lại, hình tượng mất hết. Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn, nói, đến, nói những gì ngươi biết về bạch liên bí cảnh cho ta nghe. Lý tự toán không dám giấu giếm cái gì, hắn nói tất cả những gì mình biết cho Lăng Hàn nghe. Thực lực của hắn có thể nói là bình thường, nhưng trong một suốt thân gia tộc rất mạnh, cho nên hắn có tư cách tiến vào bí cảnh, bởi vì hắn vẫn nói khoác đã từng giao thủ với lục kỳ, cho nên ngược lại cũng có chút thanh danh, bằng không chỉ có mặt mũi gia tộc là chưa đủ. Lăng Hàn kinh ngạc, khoác lác cũng có thể thổi ra một tư cách, người này đúng là có chút bản sự. Sau khi nói hồi lâu, Lăng Hàn gật gật đầu, người có thể đi, thực, Lý Tự Toán vui mừng, hắn có phần không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, người còn muốn lưu lại, Lăng Hàn cười nói, ha ha, cảm ơn, cảm ơn, Lý Tự Toán vội vàng kho người nói cảm ơn, sau đó chuồn mất. Lăng Hàn sẽ không đặt tiểu nhân vật như vậy trong lòng, nhưng từ lời của đối phương, hắn đã hiểu hơn về bí cảnh này. Hắn cũng tiếp tục lên đường, qua hai ngày sau, hắn đã đi tới cuối hoang nguyên. Trong thời gian hai ngày này, hắn cũng gặp phải một số người, nhưng đều không phát sinh xung đột, bởi vì không dính đến bảo vật, có rất ít người thích đi gây sự, dù sao người kiêu ngạo bá đạo cũng không nhiều. Điểm cuối hoang nguyên chính là hỏa diệm sơn, đây không phải ngọn núi bốc cháy hừng hực, mà là đầy lỗ thủng, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm bộc phát ra ngoài và bay cao hai ba trường. Oanh, 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 từng đạo hỏa diễm liên tiếp giống như đang diễn tấu một khúc nhạc phổ, Lăng Hàn không lập tức đi lên, hắn dừng lại quan sát một lúc, hắn nhìn thấy trong núi lửa có ký hiệu vỡ vụn. Sách, lực phá hoại không giống nhau. Lăng Hàn mở màn sáng tinh thần ra, sau đó hắn đi lên phía trước, hắn đứng bất động, oanh, một đạo hỏa diễm phun ra, màn sáng tinh thần bị đốt ra một lỗ thủng, sau đó hỏa diễm lại đánh về phía hắn. Hắn đã có chuẩn bị, vội vàng thả người nhảy tránh hỏa diễm. Còn tốt, lực phá hoại hỏa diễm lớn nhưng tốc độ dâng trào lại không nhanh nhưng màn sáng tinh thần khó ngăn cản một kích uy lực hỏa diễm là cấp bậc sinh đan thậm chí sinh đan cảnh cũng có thể bị trọng thương trên núi có đầy lỗ thủng thỉnh thoảng có một đạo hỏa diễm lao ra quả thực khó lòng phòng bị trừ phi có thể tìm ra quy luật trong đó lăng hàn đứng bất động nhưng hai mắt của hắn nhìn tất cả cảnh vật chung quanh hắn đang tiến hành phân tích và tính toán nhưng hỏa diễm dâng trào giống như có vận luật nhưng lại biến hóa giống như vĩnh viễn sẽ không lặp lại nhưng thời điểm lăng hàn nhức đầu hắn lại là kinh ngạc phát hiện có người lấy hai khối đá phân biệt cột vào dưới chân, sau đó bước vào núi lửa. Cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, hỏa diễm phun ra ngoài nhưng không thể đốt cháy hai khối đá. Mặc dù dáng vẻ người đó rất buồn cười nhưng lại là thuận lợi đi đường xa. Lăng Hàn thấy rõ ràng, có rất nhiều hòn đá như thế trên Hoang Nguyên. Hắn thở dài, đây chính là kinh nghiệm, quay người về Hoang Nguyên, Lăng Hàn thu hồi hai khối tảng đá bỏ vào pháp khí không gian, nghĩ nghĩ, hắn lại cầm thêm mấy khối, vạn nhất đốt lâu bị hỏng thì sao? hắn trở về, hắn làm theo người kia và đi lên núi. Oanh, một đạo hỏa diễm xông ra, hỏa diễm đốt cháy hòn đá trong nháy mắt. Lăng Hàn vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai, hiểm mà lại hiểm tránh né một kích của hỏa diễm. Hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn suýt bị hỏa diễm đánh trọng thương. Vì cái gì hắn lại không làm được, Lăng Hàn cầm tảng đá khác trên pháp khí không gian, hắn ném từng khối vào lỗ thùng. Oanh, ba, oanh, ba, oanh, ba, từng khối bị đốt cháy, Lăng Hàn tức giận đến mức ném các tảng đá còn lại ra ngoài. Ba, 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 tiếng nổ tung vang lên không dứt, những tảng đá kia vỡ vụn. Chờ chút, ánh mắt Lăng Hàn nhìn vào một tảng đá, nó không có vỡ nát, mà là chấn áp một lỗ thủng. Hắn phí chút thủ đoạn thu hồi tảng đá kia trở về. Tảng đá kia có cái gì đặc biệt hay sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, hắn nhanh chóng phát hiện trên tảng đá kia có một phần đen nhỏ. Đây cũng là mấu chốt sao? Lăng Hàn quay trở lại Hoang Nguyên hắn xem xét cẩn thận quả nhiên phần lớn tảng đá đều không có vằn đen hắn tìm ra mấy khối đá có vằn đen hắn mang về hỏa diệm sơn nếm thử quả nhiên tảng đá có vằn đen cũng có thể chấn áp lỗ thủng khó trách người trước không kiêng kỵ như thế hắn đã tìm ra cách vượt qua hỏa diệm sơn thì ra người kia không phải hào phóng mà là cố ý hãm hại hắn có ai nghĩ tới phải quan sát tảng đá chứ nếu không phải lăng hàn phản ứng rất nhanh hắn bây giờ đã bị trọng thương hoặc chết rồi đúng là ra hỏa âm hiểm lăng hàn nhớ lại diện mạo của người kia tốt về sau gặp được khẳng định sẽ đánh hắn no đòn lăng hàn cũng không cần cột đá vào chân hai chân hắn sinh ra hấp lực kéo tảng đá mấy ngàn cân đi như bay xèo hắn lao nhanh trên hỏa diệm sơn hỏa diệm sơn có độ rộng kinh người nhưng chiều sâu của nó có hạn lăng hàn chỉ vượt qua hai đỉnh núi là tới sa mạc hắn lao về phía trước hai tảng đá bị thiêu đốt nhiều lần đã hư hỏng nhiều nếu tốc độ của hắn chậm hơn một chút nhất định phải thay tảng đá mới quay đầu nhìn thoáng qua lăng hàn tiếp tục đi tới sa mạc này cực lớn mặt trời như treo trên bầu trời ánh nắng hừng hực biến nơi này thành lò lửa cho dù tu vi lăng hàn cao thâm nhưng mồ hôi vẫn đổ như mưa đi không bao lâu đã có cảm giác mất nước khốn kiếp chịu không được hắn mở màn sáng tinh thần ra hắn phát hiện nhiệt độ giảm xuống không ít nhưng lăng hàn phát hiện loại nhiệt độ cao này có tính phá hư màn sáng quá mạnh hắn nhất định phải liên tục bổ sung năng lượng cho màn sáng nếu như hắn không có bí lực dự trữ vô hạn, hắn thật sự không chịu nổi tiêu hao như vậy, nhưng bây giờ lại không quan trọng, tiêu hao một chút tính là gì. chương 4308, sa mạc vô tận. lang Hàn đi trong sa mạc, mặt trời chói trang chiếu qua đầu làm người ta rất khó tin tưởng đây là mặt trời thật, bởi vì nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, không khí bốc hơi và sinh ra vặn vẹo, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của người trong sa mạc. Sa mạc rộng lớn khôn cùng, nếu đi trong mê man, hắn phải đi tới bao giờ? đặc biệt trong nhiệt độ cao như thế rất dễ dàng làm người ta choáng váng trí thông minh hạ xuống còn tốt lăng hàn có màn sáng tinh thần bảo vệ không có một tia hơi nóng có thể xâm nhập vào cho nên hắn rất thoải mái vấn đề là hắn phát hiện từ trường nơi này quá hỗn loạn làm sao phán đoán đông tây nam bắc thiên địa có từ trường nam bắc là hai cực như vậy có thể dễ dàng đoán ra các hướng khác nhất là đối với trận sư phán đoán phương vị lại yêu cầu cực kỳ cơ sở nhưng lăng hàn lại phát hiện từ trường nơi này liên tục chuyển đổi, hỗn loạn không gì sánh được, giống như không tồn tại Đông Tây Nam Bắc. Nơi này có trận pháp cỡ lớn ảnh hưởng từ trường thiên địa hay sao? Không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Nhìn mặt trời, mặt trời mọc phương đông lặn phương tây, Lăng Hàn ngừng lại, bắt đầu ghi chép quy tích mặt trời vận động, nhưng một giờ sau, hắn ngạc nhiên. Nếu không nhìn mặt trời, tuyệt đối không người nào tin tưởng đây là quy tích của nó, mà là cho rằng là bức vẽ xấu của tiểu hài tử. Vạn vẹo, quả thực buồn cười nói cách khác mặt trời vận chuyển không hợp lẽ thường sau vài canh giờ mặt trời xuống núi và biến mất ở trên đường chân trời nhiệt độ cũng hạ xuống thật nhanh trước đó còn nóng làm người ta mê mang nhưng bây giờ lại lạnh đến mức làm người ta run rẩy quá không bình thường lang hàn vốn cho rằng nơi này có trận pháp che giấu tinh thể tồn tại trong tinh không cũng bởi vì trận pháp này ảnh hưởng tới từ trường trong thiên địa nhưng thông qua quan sát quỹ tích mặt trời Hắn đạt được một kết luận, đây là trận pháp cỡ lớn, trực tiếp sáng tạo ra thế giới này. Hắn biết nơi này không phải một góc nào trong tinh không, mà là bên trong dị không gian, ở chỗ này một trận pháp cực lớn khống chế tất cả, cho nên mới có hiện tượng cổ quái như thế. Trên bầu trời mặt trời có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối là đại năng vô thượng bắt giữ và nhét vào trong bí cảnh. T, là tồn tại cường đại thế nào mới có thủ bút như thế? Tổ vương sao? Lăng Hàn Sinh lòng cảm thán, hắn thu màn sáng tinh thần mặc dù rét lạnh nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn, đương nhiên không cần thiết lãng phí bí lực. Hắn nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, sau khi nghỉ ngơi một đêm trong sa mạc, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời không biết mọc lên từ nơi hẻo lánh nào, lang hàn bắt đầu tu luyện, lực lượng thiên địa cuồn cuộn gia tăng tu vi của hắn. a à, lực lượng thiên địa nơi này nồng đậm sánh bằng động phủ trong cửu dương thánh địa. Lang hàn gật đầu, quả nhiên, trong năng lượng vẫn thiếu vật gì đó, cho nên nói nó là đã mô phỏng lực lượng thiên địa lực lượng đại đạo lăng hàn trầm tư không quản là thiên tài địa bảo đều khó có khả năng thay thế được hiệu quả của lực lượng thiên địa bởi vì luôn luôn có ít thứ không nói rõ có đại năng nói đây chính là thiên địa đại đạo là thứ cực kỳ bản nguyên của thế gian hiện tại có thể chứng tỏ thiên địa nơi này bị ngăn cách sau khi tu luyện xong lăng hàn tiếp tục đi tới nhưng hiện tại vấn đề là hắn thực sự lạc mất phương hướng nên đi phương nào lăng hàn nghĩ nghĩ quyết định đi một hướng không quản đông tây nam bắc hắn đi về một hướng, trung quy không tin sa mạc này vô hạn. Hắn kiên định tín niệm, một đường bay về phía trước. Nơi này cũng không có trọng lực áp chế, cho nên Lăng Hàn bắt đầu ngự khí phi hành, thậm chí hắn bắt đầu bay lên bầu trời, muốn từ góc độ này tìm kiếm điểm cuối của thế gian. Nhưng bay đến mấy vạn trượng, hắn không cách nào bay lên tiếp. Có lực lượng cường đại áp chế làm hắn khó bay cao hơn. Xem ra không thể phá cục từ điểm này, Lăng Hàn bay xuống, hắn đàng hoàng đi về một phương hướng. Hắn bay suốt 10 ngày, thời gian, không gian như dừng lại, vĩnh viễn là sa mạc minh mông, nếu không phải còn có trời sáng và tối, thật sự sẽ làm cho người ta điên mất. Như vậy quá cô độc, Lăng Hàn cũng không tin, mặc dù sa mạc to lớn nhưng hắn đã đi 10 ngày nhưng không thể ra ngoài. Nhưng đối mặt với đại trận siêu cấp, Lăng Hàn cũng bó tay hết cách. Cứ tiếp tục như vậy, tin tưởng sẽ có rất nhiều người không nhịn được mà từ bỏ. Được rồi, xem như khảo nghiệm ý chí đi, Lăng Hàn kiên định tín nhiệm hắn tiến về một hướng, lại qua 20 ngày, hắn cứ bay về phía trước. Hả, Lăng Hàn sững sờ, sau đó hắn lấy lại tinh thần. Có biến hóa, trước đó chỉ có mặt trời trên cao, vạn dặm không mây, không có một chút gió nào, hiện tại có bụi bay lên, điều này nói rõ cái gì? Gió nổi lên, có biến hóa chính là chuyện tốt, nói rõ phương hướng của hắn không có sai. Nhưng mà, Lăng Hàn lập tức kinh ngạc, bởi vì cát bay biến thành cơn bão, cơn bão bắt đầu càn quét con đường hắn đi, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa cơn bão không ngừng mở rộng phạm vi cực nhanh nhìn thấy ký hiệu kinh khủng trong cơn bão. Nếu bị cuốn lấy, hắn sẽ bị ký hiệu trong cắt đánh chúng, khi đó tổn thương to lớn cỡ nào. Lăng Hàn đã không kịp tránh, cơn bão đã đạt đường kính 10 dặm, hắn vội vàng chui xuống đất. Hạt cát mềm mại không thể ngăn cản hắn, bị hắn không ngừng thâm nhập lòng đất. Nhưng Lăng Hàn lập tức cảm ứng được cơn bão đánh tới, lượng lớn cát ở tầng trên bị cuốn đi, hắn cũng bại lộ ra trước cơn bão khốn kiếp lang hàn vội vàng chui xuống dưới hắn phải so tốc độ với cơn bão thẳng tới khi hắn chui xuống trăm dặm lúc này hắn mới cảm ứng được cơn bão siêu cấp đã đi xa hắn phá đất chui ra ngoài hắn ngạc nhiên không nhỏ bởi vì sa mạc bằng phẳng hóa thành lòng chảo nó đã lõm xuống một khu vực cực lớn nhưng càng kinh người chính là hạt cát vô tận từ xa đang lao tới bổ sung giống như biển động tốc độ nhanh đến kinh người chỉ mười mấy phút là khôi phục như ban đầu giống như cơn bão chưa từng quét qua nơi này Đúng là nơi quỷ dị, lang hàn do dự một lúc, hắn lập tức lên đường đi nhanh về phía trước. Hiện tại không có gì ngăn cản hắn được nữa. Một đường ngự khí phi hành, hắn đi không bao xa, phía trước xuất hiện ba chấm đen nhỏ, lang hàn phát động nhãn thuật quan sát, sắc mặt hắn cứng lại và đáp xuống đất. Đó cũng không phải là võ giả, mà là ba con ngốc ưng, đều là cấp bậc sinh đan. Nhưng ba đầu ngốc ưng cũng phát hiện hắn, chúng quát lớn và lao tới. Trường 4309, đánh yểm trợ. Khốn tiếp lăng hàn vội vàng hạ xuống hắn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp và phát động chỉ xích thiên nhai hắn tìm kiếm nơi tránh né nhưng nơi này đều là sa mạc hắn ẩn thân nơi nào tốc độ của hắn nhanh nhưng không vượt qua chú đỉnh thậm chí có thể so sánh với sinh đan sơ kỳ nhưng ba đầu mốc ưng kia lại là tồn tại sinh đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tốc độ còn nhanh hơn hắn mặc dù cũng không nhanh hơn bao nhiêu khoảng cách của hai bên đang rút ngắn lăng hàn nhíu mày chẳng lẽ hắn phải vận dụng thiên đạo hỏa hay sao Chính vào lúc này, đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng. Tại nơi rất xa xuất hiện một sơn cốc, rất tốt, Lăng Hàn tăng tốc bước chân và lao vào sơn cốc. Sau mấy ngày, hắn đã tiếp cận sơn cốc, hắn kinh ngạc phát hiện, đang có bảy người lao vào sơn cốc. Khi thấy Lăng Hàn, bảy người kia đều sững sờ, sau đó cũng nhìn thấy ba đầu ngốc ưng, ai cũng mắng một tiếng, sau đó liền quay người chạy vào trong sơn cốc. Lăng Hàn cũng tiến vào sơn cốc, hắn lập tức phát hiện, vẻ mặt bảy người kia không tốt. Làm gì, ta chọc giận các ngươi rồi. Nhưng bây giờ sự chú ý của mọi người đều đặt lên thân ba con ngốc ưng, Lăng Hàn kinh ngạc chính là, ba đầu ngốc ưng kia vô cùng kiên kỵ sơn cốc, chúng xoay quanh sơn cốc nhưng không con nào đáp xuống. Qua thật lâu, ba đầu ngốc ưng vỗ cánh rời đi, dường như từ bỏ ý định săn thức ăn. Tiểu tử, người làm chế nải thời gian của chúng ta lâu như vậy, người bồi thường chúng ta như thế nào? Trong bảy người, một tên nam tử áo xanh nói, Lăng Hàn giang tay ra, mạo hiểm trong di tích cổ, đây không phải chuyện bình thường sao? Tốt, ta có thể nói xin lỗi các vị. Xin lỗi, nam tử áo xanh hừ một tiếng, nói. Xin lỗi có làm được gì, có thể đổi lại thời gian ta lãng phí hay sao? Sách, nhất định phải như thế hùng hổ dọa người sao? Lăng Hàn siết chặt ngón tay, xem ra tên này thích ăn đòn. Thế nào, người còn muốn đánh nhau hay sao? Nam tử áo xanh cười lạnh, bọn họ có bảy người, đều là tu vi chú đỉnh, người mạnh nhất lại là tứ đỉnh, thực lực đủ để đứng trong ngàn vị trí đầu trên tinh võng, bọn họ cần sợ Lăng Hàn sao? Cũng chỉ là chú đỉnh mà thôi, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, dường như bảy người này hiểu rõ rất nhiều, hắn có thể tìm hiểu chút tin tức. Thật can đảm, dừng tay, nam tử áo xanh muốn vùng quyền tấn công, nhưng một tiếng hét lớn vang lên đột ngột làm hắn dừng tay. Hắn vốn cho rằng đây là đồng bạn kêu, bởi vì trong cốc có 8 người, nếu Lăng Hàn không có mở miệng, vậy khẳng định chính là đồng bạn, nhưng hắn quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc, bởi vì nam tử xa lạ tiến vào trong sơn cốc chính người này đã quát bảo hắn dừng tay khốn kiếp nam tử áo xanh cảm thấy khó chịu người là thứ gì chứ hắn quan sát một chút nam tử này cũng có thu vi chú đỉnh trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái kéo dài tới khóe miệng gương mặt lộ ra thần thái dữ tợn a à, các hạ chính là lý tự toán nam tử áo xanh đang muốn tức giận đột nhiên nhìn thấy một tên đồng bạn đi tới và chắp tay hành lễ với tên mặt thẹo đúng vậy mặt thẹo cao ngạo nói Lý tự toán, hắn là người nào, nam tử áo xanh không dám lỗ máng, bởi vì tên đồng bạn kia chính là cao thủ tứ đỉnh, cũng là người mạnh nhất trong bọn họ, ngay cả hắn còn khách khí như thế, có lẽ tên mặt thẹo rất lợi hại. Tứ đỉnh nhìn thấy đồng bạn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng nói. Các ngươi chưa nghe nói qua về Lý Huynh, nhưng đều biết Lục Kỳ chứ. Đương nhiên, Lục Kỳ chính là chú đỉnh bài danh 19 trên tinh võng, hắn là tồn tại đứng trong năm vị trí đầu Bắc Thiên Vực, quả thực là thần tượng của bọn họ. Tên tứ đỉnh gật đầu, nói, Lý Huynh đã từng giao thủ với Lục Kỳ, hơn nữa còn chiến 500 chiêu, lúc này mới không địch lại, mà vết sẹo này lưu lại khi đó. Cho nên, vết sẹo tuyệt đối không phải sỉ nhục, mà là biểu tượng vinh quang và lòng dũng cảm. Sáu người còn lại sùng bái, quá trâu bò, có thể đối địch với Lục Kỳ 500 chiêu mới không địch lại, thậm chí còn sống tiếp, quả thực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phốc, Lăng Hàn cười phun ra, hắn không ngờ mình nhanh chóng gặp lại Lý Tự Toán, càng không nghĩ đến hoang ngôn của đối phương lại nổi danh như vậy. Người cười cái gì, nam tử áo xanh quát lăng hàn, không đợi lăng hàn nói chuyện, lý tự toán ho khan một cái, hắn cao ngạo nói. Người dám vô lễ với bằng hữu của ta, vị này chính là bằng hữu của Lý Huynh, tứ đỉnh đối diện kinh ngạc nói. Đương nhiên, lý tự toán cao ngạo đáp lời nhưng trong lòng lại có chút lo sợ, bởi vì hắn không thể cao ngạo trước mặt lăng hàn, sợ lăng hàn lập tức phát tác. Nhưng Lăng Hàn lại không nói gì, chẳng khác gì thầm chấp nhận. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ, Lý Tự Toán có thể khoác lác tới trình độ nào. Nếu là bằng hữu của Lý Huynh, đúng là lũ lụt miếu Long Vương rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà. Tứ đỉnh đối diện cười ha ha, sau đó hắn nói với nam tử áo xanh. Tiêu chí, người nhanh xin lỗi bằng hữu này đi. Nam tử áo xanh vội vàng chắp tay với Lăng Hàn, vừa rồi có chỗ đắc tội, xin huynh đệ không nên đặt trong lòng. Cho dù có một chút không tình nguyên nhưng đủ thấy mặt mũi Lý Tự Toán dễ dùng cỡ nào. Mà trên thực tế, tất cả đều xây dựng trên uy danh của Lục Kỳ. Bảy người kia đều tự giới thiệu mình một chút, tứ đỉnh tên là Cảnh Hưng, bài danh 966 trên tinh võng, nam tử áo xanh tên là Tiếu Chí, Lăng Hàn không quan tâm những người khác. Lăng Hàn hỏi chuyện sơn cốc này, bảy người đối diện lập tức biết gì nói nấy. Thì ra trong sa mạc này có rất nhiều sơn cốc như thế, đều là nơi ẩn núp, nếu gặp được hung thú không thể địch nổi hay thiên tai kinh khủng, người có thể tiến vào sơn cốc tránh né. Không có một đầu hung thú nào dám vào vào sân cốc, ngay cả tai nạn tự nhiên như cơn bão siêu cấp cũng chỉ tạo thành phá hư có hạn mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, những thứ này đều là kinh nghiệm, nhiều đời truyền thừa, Cửu Dương Thánh địa tình huống đặc thù cho nên không có bao nhiêu tư liệu, từ đó làm cho hắn cảm thấy mù mờ. Lý huynh, Lăng huynh, chúng ta cùng hành động chứ? Cảnh Hưng tha thiết mời, Lý Tự Toán không dám tự tiện quyết định, hắn nhìn sang Lăng Hàn. Lăng Hàn không quan trọng, cười nói, Lý huynh quyết định là được. Lý tự toán âm thầm cảm kích, Lăng Hàn nể tình như thế, hắn cảm động không gì sánh được. Vậy thì cùng đi, hắn rụt rè nói, mặc dù chỉ là chủ nghĩa hình thức nhưng hắn vẫn nắm lấy thời cơ. Bọn họ ra khỏi sơn cốc, tiếp tục đi tới. Đi gần nửa ngày, bão cát đáng sợ lại xuất hiện. Nhanh, phía trước có sơn cốc, cảnh hưng chỉ về phía trước. Vận khí của bọn họ không tồi, cách đó không xa có một cái sơn cốc có thể tránh né, cho nên không cần lại đào đất vài trăm dặm. Thừa dịp cơn bão chưa hình thành hoàn toàn, Bọn họ gia tăng tốc độ tiến vào tòa sơn cốc kia. Nhưng trong sơn cốc còn có người khác. A, à, Cảnh Hưng, người của đối phương nhiều hơn, người cầm đầu nhận ra Cảnh Hưng. Vu Phi Minh, Cảnh Hưng cũng nhận ra người kia, sắc mặt hắn trầm xuống, còn có một tia kiêng kỵ. Chương 4310, giải vây. Cảnh Hưng kiêng kỵ, bởi vì Vu Phi Minh cũng là tứ đỉnh, lại là đối thủ cũ của hắn. Không những bọn họ là kẻ thù cũ trên tinh võng, trong hiện thực cũng đánh nhau vô số lần bởi vì bọn họ đến từ cùng một tinh thể cho nên vô cùng hiểu rõ lẫn nhau thật sự xấu hổ nơi này chúng ta tới trước vẫn mời các ngươi đi nơi khác vu phi minh từ tốn nói cảnh hưng cười lạnh nơi này cũng không phải các ngươi mở dựa vào cái gì chúng ta phải đi ha ha bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn vu phi minh cười nói thực lực chúng ta mạnh chúng ta muốn làm gì thì làm thực lực mạnh cảnh hưng lắc đầu chưa chắc thực lực của hắn và vu phi minh chỉ sàn sàn nhau song phương đánh hơn trăm lần lẫn nhau có thắng bại hắn không dám nói có thể thắng vu phi minh nhưng vu phi minh cũng hoàn toàn không dám nói mạnh hơn hắn cho nên bây giờ đối phương nói như vậy đã lộ ra lực lượng khác ha ha người muốn chống lại chúng ta nhưng đổi thành người khác người dám mạnh miệng hay sao vu phi minh chỉ vào người trẻ tuổi mặc áo trắng bên cạnh đây cũng là cái nào để ta giới thiệu một chút vu phi minh mỉm cười mang theo vài phần trào phúng nói Vị này là thi đức trạch thi huynh, chắc hẳn người cũng nghe nói về hắn, thi huynh chính là tồn tại bài danh hơn 700 trên tinh võng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười ngạo nghễ, chớ nhìn bọn họ chỉ kém 200 bài danh, nhưng tiến vào bài danh trước 1.000, mỗi tranh lệch 100 bài danh, thực lực sẽ khác biệt rất lớn, càng không cần nói 200 bài danh. Cảnh hưng biến sắc, hơn 700, người này quá mạnh. Nhưng hắn nghĩ tới lý tự toán, dũng khí của hắn tăng lên rất nhiều. Vị này là nam nhân va chạm với lục kỳ 500 chiêu, bài danh tinh võng hơn 700 tính là cái gì? Ha ha, hắn cười to, thì ra là thi huynh, người đã tìm được cường viện. Nhưng người cũng nên xem Lý Huynh bên cạnh ta là ai? Hả, Phu Phi Minh, thì Đức Trạch đều nhìn về phía Lý Tự Toán, người là ai? Lý Tự Toán Lý Huynh, hắn đã va chạm với lục kỳ 500 chiêu đấy. Cảnh hưng ngạo nghễ nói, đến lúc này, lục kỳ lại bị mượn ánh sáng một lần, Lý tự toán cảm thấy không ổn, hắn chỉ có thể hù dọa người khác, nếu thật đánh nhau, thực lực của hắn không chen vào trước một vạn, hắn làm sao đối kháng tồn tại hơn 700. Nhưng bây giờ hắn đánh xương mặt cũng phải tiến lên, chẳng lẽ còn có thể nói lúc trước là hắn thổi phồng. Ha ha, cảnh huynh khích lệ, nhưng ta may mắn giao thủ với lục kỳ mấy trăm chiêu, không đáng nhắc đến. Lý tự toán từ tốn nói, hắn giả mạo thanh cao. Phu phi minh, thì đức trạch biến sắc, lục kỳ là ai, siêu cấp thiên tài bài danh 19 có thể va chạm 500 chiêu với lục kỳ, thực lực của hắn thế nào cũng bài danh trong 100, thậm chí cao hơn. Nhân vật như vậy so sánh với bọn họ, quả thực chính là thần linh. Chọc nổi sao, Phu Phi Minh do dự một chút, hắn vẫn mạnh miệng nói. Thì ra là Lý Huynh, thất kính thất kính, Lý tự toán thả lòng, lại bị hắn lừa gạt, nhưng thi Đức Trạch nói một câu làm trái tim của hắn rung động. Thì ra Lý Huynh đã giao thủ với Lục Kỳ, thật làm cho ta hâm mộ không biết có thể luận bàn với lý huynh một chút hay không cũng cho ta mở mang tầm mắt con mẹ ngươi lý tự toán cảm giác có sấm sét đánh lên người mình hắn nên làm cái gì bây giờ đáp ứng như vậy khẳng định không được nếu đánh nhau thì hắn sẽ bại lộ nhưng nếu như không đáp ứng hắn nên cự tuyệt như thế nào mới có thể không bại lộ mình sợ hãi nhưng cho dù hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết ha ha ta sẽ luận bàn với ngươi một hồi lang hàn cười nói lý huynh gần đây công lực tiến nhanh có lẽ Lục Kỳ còn không phải đối thủ của hắn, vạn nhất làm bị thương thi huynh sẽ không tốt. Thấy Lăng Hàn đứng ra, Lý Tự Toán cảm động sắp khóc. Ân nhân cứu mạng, ngươi, thi đức trạch nhìn sang Lăng Hàn. Ngươi là ai? Lăng Hàn, tinh võng bài danh bao nhiêu? Thi đức trạch lại hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hẳn là hơn 10 vạn. Đúng thế, tài khoản trước mắt của hắn chỉ có bài danh như vậy, cho dù là tinh không đệ nhất nhân cũng chỉ mới vào một ngàn vị trí đầu. Ha ha, thi đức trạch cười lạnh, chỉ hơn 10 vạn cũng xứng khiêu chiến hắn. Đối thủ như vậy, thắng mà không võ, càng làm giảm thân phận của hắn. Người còn chưa đủ tư cách, hắn lắc đầu, lang hàn thở dài, vì cái gì luôn có người tự tin như vậy, luôn luôn không coi ai ra gì. Khốn kiếp, người bài danh tinh võng hơn mười mấy vạn, người ta sẽ xem trọng ngươi hay sao? Tất cả mọi người nói chuyện với nhau, cảnh hưng còn tốt, nhưng đám người vu phi minh lại trào phúng, mỗi người hạ miệng không lưu tình. Đối người kém cỏi như thế, bọn họ cần bận tâm cảm thụ của Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cũng không tức giận, thản nhiên nói, nếu là không dám giao thủ với ta, vậy thì lui sang một bên. Sách, người còn tự tin bành trướng như vậy, cút sang một bên, người có tư cách gì giao thủ với Thi Huynh? Một tên nam tử vọt ra, hắn bắt lấy Lăng Hàn. Thi Đức Trạch khinh thường xuất thủ với Lăng, vậy thì hắn lao ra ngoài trước. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn làm như không biết, nếu như bị đại hắc cầu nhìn thấy, nó khẳng định sẽ bĩu môi, nói lăng hàn lại bắt đầu trang bức nhưng trong mắt những người khác đây rõ ràng là lăng hàn không kịp phản ứng đối phương quá mạnh còn hắn thì quá yếu người kia đã giết tới chỉ một tát đánh vào ngực lăng hàn muốn ném hắn sang một bên ngay thời điểm đối phương muốn bắt hắn lăng hàn xuất thủ tốc độ nhanh như điện quang hắn đánh vào ngực đối phương sau đó hất lên bành người kia bị hắn ném vào vách đá sau đó trượt xuống và nằm úp xuống đất đối phương không thể nhúc nhích chút nào lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh T, ra hỏa bài danh tinh võng hơn 10 vạn lợi hại như vậy. Thì ra là giả heo ăn thịt hổ, thì Đức Trạch vẫn xem trọng vài phần, hắn nhìn Lăng Hàn, chậm rãi gật đầu, nói. Ta đến lãnh giáo một chút, hắn nhanh chân tiến lên tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn thả lỏng hai tay sau lưng. Lúc này tất cả mọi người không cho rằng Lăng Hàn không phải không kịp phản ứng, mà là cố ý trang bức. Nhưng đối thủ của ngươi bây giờ chính là Thi Đức Trạch bài danh, tinh võng hơn 700, người có thể trang bức hay sao? Thi Đức Trạch đã tới gần, đưa tay bắt lấy Lăng Hàn. Dù sao cũng là cao thủ bài danh tinh võng hơn 700 vị, thực lực của hắn cường đại kinh người, chỉ một trưởng đã bắt lấy từng đạo thần quang. Lăng Hàn cũng xuất thủ, hắn bắt lấy đối phương, ba, tay của hai người va chạm vào nhau, lần này hai bên va chạm vào nhau, lực lượng ai mạnh hơn, thể phách càng mạnh mẽ hơn thì người đó thắng. Thi Đức Trạch cười lạnh, hắn luyện long tượng bàn nhược công chuyên tu lực lượng và thể phách, hắn còn cứng rắn hơn sắt thép, cho dù người bài danh cao hơn cũng phải nằm xuống. Người thật sự muốn chết, năm ngón tay của hắn phát lực, muốn đánh Lăng Hàn rên rỉ kêu thảm thiết, sau đó, hắn cảm thấy xương tay Lăng Hàn cứng rắn không gì sánh được, căn bản không thể làm gì. Chương 4311, mở rộng đội ngũ. Thi Đức Trạch khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, người thật sự bài danh mười mấy vạn trên tinh võng. Ngươi xác định, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, thế nào, cảm giác gặm phải khối xương cứng. Đúng thế, thì Đức Trạch cảm giác nội tâm như có ngàn vạn con kiến cắn xé, người quá trang bức, rõ ràng thực lực có thể chống lại hắn nhưng bài danh tinh võng lại là mười mấy vạn, không sợ trang bức quá độ bị trời giáng ngũ lôi oanh kích hay sao. Trong lòng ngươi đang mắng ta, Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta chán ghét người như ngươi, phải biết, nói xấu người ta trong tối là không có đạo đức. Vậy ngươi trang bức tốt hơn hay sao? Mặc dù khi Đức Trạch tràn ngập kiên kỵ Lăng Hàn nhưng không đến mức sợ hắn, lạnh lùng nói. Thì tính sao, Tự nhiên là đánh, Lăng Hàn cười một tiếng, bỗng nhiên bộc phát lực lượng. Thực lực của hắn cường đại cỡ nào, hắn mạnh hơn Thi Đức Trạch quá nhiều, lập tức đè đối phương xuống đất và dùng loạn quyền hầu hạ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh đến mức im lặng. Thi Đức Trạch là mãnh nhân bài danh tinh võng hơn 700, cho dù đặt trong tinh vực nào cũng có thể được xưng tụng là siêu cấp thiên tài số một số 2, nhưng trước mặt Lăng Hàn, hắn lại không hề có lực hoàn thủ, còn bị đánh thành đống cát. Sau đó bọn họ lại nhìn sang lý tự toán nghe khẩu khí của lăng hàn lý tự toán còn lợi hại hơn hắn đối phương mạnh cỡ nào lý tự toán chấn động hắn biết lăng hàn rất mạnh nhưng tuyệt đối không có ngờ tới lại mạnh đến mức này nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy hắn cũng không thể lộ ra sơ hở gì bởi vậy hắn giả vờ phong đạm vân khinh làm cho người ta chỉ cảm thấy hắn còn cường đại hơn lăng hàn cho nên không đặt việc này trong lòng kể từ đó ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn càng kính sợ không hổ là mãnh nam có thể đại chiến lục kỳ 500 hiệp, người nhìn vết sẹo kia tỏa ra khí thức cường đại và anh dũng cỡ nào. Lăng Hàn đánh một hồi liền thu tay lại, hắn không cừu không oán gì với thi đức trạch, chỉ tức giận đối phương muốn đuổi mình ra ngoài, lúc này mới ra tay đánh đối phương một trận. Tốt rồi, đã tới đây mạo hiểm, hiện tại hỏa phúc không biết, chúng ta nên đoàn kết nhất trí ứng phó nguy hiểm không biết. Lý tự toán đi ra hòa giải, thân phận của hắn hiện tại đã khác biệt, lời nói cũng có phân lượng hơn xưa, người của hai bên đều gật đầu, cảm thấy vị này chẳng những thực lực cao thâm mà chắc, càng trạch tâm nhân hậu, rất khó được. Luận bàn võ đạo, tài nghệ không bằng người là rất bình thường, thì Đức Trạch nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn đã tin tưởng thân phận của Lý Tự Toán, đây là người có thể khiêu chiến lục kỳ, mạnh hơn hắn rất nhiều, một khi mạnh đến tình trạng làm người khác phải ngước nhìn, cho dù bị đối phương đánh bại cũng vinh quang. Mặc dù hắn bại trong tay lăng hàn, bởi vậy, song phương nhanh chóng tiêu trừ khúc mắc, yên lặng chờ cơn bão siêu cấp kết thúc. Sau đó cùng xuất phát, tiếp tục đi tới. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá tệ, khi đêm đến, bọn họ tao ngộ cơn bão siêu cấp lần nữa, không thể không đi vào sơn cốc tránh né. Bây giờ sắc trời cũng đã tối, bọn họ vừa vặn có thể nghỉ ngơi buổi tối tại nơi này. Bọn họ tiến vào sơn cốc không bao lâu, rất nhanh phát hiện có một chi đội ngũ tránh né tại nơi này. Lý Tự Toán lập tức đứng ra, hiệu triệu mọi người đoàn kết lại. Ngay từ đầu đội ngũ đối phương cũng không ưa, nhưng theo thi đức trạch cảnh hưng phân biệt đi ra lấy đức phục người, lập tức làm đội ngũ này chịu phục. Đúng dịp chính là, ban đêm lại có mấy người tiến vào sơn cốc, đều tới đây một mình, cũng bị hấp thu vào trong đoàn đội. Luôn có người dã tâm bừng bừng, không cam tâm làm tiểu đệ, có cái đứng ra khiêu chiến lý tự toán, kết quả thi đức trạch, cảnh hưng xuất thủ, nhẹ nhõm chân áp mấy người, từ đó uy vọng của lý tự toán càng ngày càng cao. Người xem, ngay cả cao thủ bài danh hơn 700 như thi đức trạch còn đồng ý làm tiểu đệ, bọn họ còn có thể nói gì. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi tới. Lần này, bọn họ tương đối may mắn, cả ngày không có gặp cơn bão nào. Nhưng trên đường đi không gặp sơn cốc nào, đến ban đêm, bọn họ dừng lại dưới cồn cát và dùng cơm. Bởi vì số người rất nhiều, bầu không khí tự nhiên náo nhiệt, nhất là sau khi uống một chút rượu, tất cả mọi người không ngừng vuốt mông ngựa Lý Tự Toán. Lý Tự Toán vẫn giả vờ quen thuộc thành tự nhiên, thổi phồng mình đại chiến với Lục Kỳ, 500 chiêu kia bị hắn miêu tả sinh động như thật, kịch liệt mà đặc sắc, ai nghe cũng phải thán phục. Lăng Hàn ở một bên nghe, hắn cười thầm, lý tự toán phát triển theo khuynh hướng như vậy, thanh danh của gia hỏa này khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, không biết sau khi lục kỳ nghe nói sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hắn đã che lấp thay lý tự toán, kỳ thật cũng bởi vì cảm thấy thú vị mà thôi. Mọi người hô to gọi nhỏ, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Đến lúc nửa đêm, bọn họ mới xem như uống xong rượu, từng người nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc nhiệt độ lập tức tăng vọt cũng làm mọi người bị cái nóng đánh thức bọn họ đều khoanh chân tu luyện cũng có người đánh quyền đây cũng là một loại phương pháp tu luyện sau nửa giờ mọi người kết thúc công việc chuẩn bị lên đường a à, tại sao thiếu mất một người lý tự toán đưa mắt nhìn chung quanh hắn kinh hô mọi người kiểm tra đầu người đúng là thiếu đi một người tên là hoàng lương hắn cũng không có kéo bè kéo cánh mà là lẻ loi một mình dung nhập đội ngũ kỳ quái hôm qua hoàng lương còn uống rượu với chúng ta không có khả năng đi một mình đi có người nói có người ngự khí phi hành đi lên chỗ cao quan sát chung quanh nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì được rồi có lẽ người ta cũng không muốn đi cùng chúng ta đi thôi mọi người lên đường lăng hàn thì kinh ngạc lý tự toán rất có trách nhiệm của kẻ làm đầu lĩnh đều là người không quen biết hắn lại liếc mắt nhìn thấy thiếu một người lăng hàn trầm tư mặc dù hắn cũng ngủ thiếp đi nhưng thần ý nhạy cảm nếu có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức bừng tỉnh, nhưng hắn lại không phát hiện cái gì. Thật sự là Hoàng lương tự mình chuồn mất sao? Dường như sa mạc thu nhỏ lại, xế chiều hôm đó bọn họ gặp đội ngũ khác, có 14 người, khi Thi Đức trạch ra mặt, thuận lợi thu phục đoàn người này, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Lý Tự Toán. Nhưng bọn họ lại nói ban đầu bọn họ có 15 người, nhưng buổi sáng hôm nay lại mất đi một người. Mọi người vội vàng hỏi thăm, kết quả tình huống hai bên đều giống nhau, đều phát hiện người biến mất vào sáng sớm a à, đúng dịp như thế. Ban đêm hôm nay, mọi người không dám uống rượu, mà là an bài chạm canh gác, thay nhau gác đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau lại xảy ra chuyện, chẳng những ít người, hơn nữa mất đi ba người. Vấn đề này lớn hơn trước, đây là nháo quỷ sao, không có căn cứ liền ít đi ba người. Mỗi người đều dùng mình, chương 4312, hung thủ thần bí. Ta là người trực cuối cùng, sau khi giao tiếp ta kiểm lại số người, không có thiếu một người. Có người nói, nhưng vấn đề là thời điểm hắn thủ vệ không phát hiện thiếu người vào lúc trời đã sắp sáng hắn lại đếm đầu người lại phát hiện đột nhiên ít đi ba người sao lại có thể như thế hắn thấy rõ ràng bốn phía tuyệt đối không có một người tới gần huống chi còn mất đi ba người sắc mặt tất cả mọi người khó coi mặc dù bị bắt đi ba người thực lực không tính là mạnh cỡ nào nhưng tốt xấu gì cũng là chú đỉnh cảnh thế nhưng lại bị bắt đi không ai biết người hạ thủ cường đại cỡ nào vạn nhất buổi tối hôm nay đến phiên mình thì sao Bọn họ bây giờ còn có thể bóp nát lệnh bài rời đi, nhưng nếu như bị một chiêu bắt đi, sinh tử đã không nằm trong tay mình. Đừng hốt hoảng, buổi tối hôm nay tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Lý tự toán nói, biểu lộ thong dong làm tất cả mọi người chấn định lại. Nhưng nội tâm mọi người đều kinh hoàng, bọn họ tiếp tục đi tới, ban ngày qua đi, đội ngũ của bọn họ lại lớn mạnh, chẳng những gia nhập năm tên độc hành khách, còn có hai chi đội ngũ, số người đều vượt qua 10 người, làm cho đoàn người của bọn họ vượt qua 50 người. Làm thủ lĩnh, Lý Tự Toán đã có chút hư vinh, lại có chút lo sợ, khốn kiếp, vạn nhất bị xuyên thủng lời nói dối, khi đó việc vui lớn rồi, đoán chừng có quá nhiều người sẽ xé nát hắn. Đêm đó, tất cả mọi người vây quanh đống lửa, bầu không khí căng thẳng. Dựa theo tình huống ngày hôm qua, người sẽ mất tích vào lúc bình minh, cho nên hiện tại mọi người không cần khẩn trương như vậy. Đúng, nếu như toàn bộ ban đêm căng thẳng thần kinh ban ngày chúng ta không có tinh thần lên đường hơn nữa trời tối ngày mai sẽ vượt qua thế nào mọi người thả lỏng một ít nói thì nói như thế nhưng người nào lại nghĩ biến mất vô thanh vô tức như vậy có người cố ý nói đùa nhưng người hưởng ứng rất ít bầu không khí rất xấu hổ thời gian tê trôi qua từng giây từng phút nhưng tất cả mọi người cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm tại sao mới trôi qua nửa đêm một giờ hai giờ tất cả mọi người đang đếm thời gian trong bất chi bất giác phía đông xuất hiện tia sáng bạc. Lăng Hàn nhìn như nhắm mắt ngồi xuống, nhưng thần ý lại mở ra, trước đó hắn vẫn giữ vững cảnh giác nhưng chỉ nhằm vào tự thân, lần này khác biệt, hắn bao phủ toàn bộ khu vực. Đến rồi, trong lòng của hắn khẽ động, hai mắt mở ra, phát động nhãn thuật, hắn thấy hạt cát lưu động hình thành quy luật nào đó. Một tên nam tử vô thanh vô tức tiến lên phía trước, đột nhiên hắn ngủ gật, nhưng còn không chờ hắn ngã xuống, thân thể của hắn đã tiến vào trong cát giống như trâu đất xuống biển, biến mất cực nhanh hừ lăng hàn vọt ra ngoài hắn đưa tay bắt lấy vai phải người kia nhưng tốc độ chui xuống của người này nhanh hơn dự kiến của lăng hàn không đợi lăng hàn bắt được người kia đã hoàn toàn biến mất trong đất cát quỷ dị chính là trên mặt đất không có cái hố lại trơn nhẵn như ban đầu lăng hàn hành động làm mọi người kinh hãi nhao nhao nhìn sang ai cũng thấy cảnh người kia chìm vào trong cát cái quỷ gì thế lăng hàn giết tới trực tiếp phá vỡ hạt cát chui xuống dưới đất tốc độ của hắn nhanh chóng hai tay như đao nhọn phá vỡ cát tạo thành lối đi. Hắn vẫn tập trung khí tức sinh mệnh của người trước, xem hắn như ngọn đèn chỉ đường. Nhưng người thần bí bắt người cũng phát hiện, đột nhiên khí tức sinh mệnh biến mất. Lăng Hàn lại đuổi khoảng 10 dặm, bỗng nhiên ngừng lại. Mất dấu, hắn trở về mặt đất, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, bởi vì thời điểm hắn truy kích lại có hai người rơi vào trong hạt cát, từ đó biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại đã tìm ra thủ đoạn hung thủ bắt người, chính là phát động công kích từ trong cát, không biết dùng thủ đoạn gì làm cho người ta hôn mê, sau đó lại kéo vào trong hạt cát, sau đó mang người rời đi. Biết là biết, mấu chốt là phá giải như thế nào. Hạch tâm nằm ở chỗ, hung thủ thần bí dùng thủ đoạn gì làm người ta hôn mê. Người bị bắt bị hấp hay làm thịt kho tàu, đây chính là chuyện khác. Lăng Hàn, thế nào? Lý tự toán hỏi Lăng Hàn, hiện tại hắn đã 10 phần vùi đầu vào trong vai diễn nhân vật lãnh đạo. Lăng Hàn lắc đầu, tất cả mọi người thất vọng, Lăng Hàn là người đầu tiên phát hiện dị trạng cũng là người đầu tiên đuổi theo, hắn còn không bắt kịp hung thủ, tự nhiên làm tâm tình của mọi người càng hỏng bét. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn sang Lý Tự Toán, đây đầu não của mọi người, hiện tại tự nhiên do hắn quyết định. Lý Tự Toán thầm nghĩ chính mình cũng hoảng hốt, hắn làm sao có ý kiến gì? Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi sa mạc này." Đây là một câu nói nhảm, không nghĩ tới lại được mọi người tán thành. Chỉ cần đi ra sa mạc, hung thủ không thể tùy ý bắt người mọi người xuất phát bước chân tăng nhanh muốn rời đi thật nhanh chỉ mong tất cả tốt đẹp nhưng bây giờ lại tàn khốc ban ngày qua đi bọn họ vẫn không thể đi ra khỏi sa mạc ngược lại quy mô đội ngũ lớn hơn không ít đi ban đêm có thể gấp rút lên đường kinh nghiệm mấy ngày nay nói cho bọn họ biết sa mạc hiện tại rất lớn nhưng không có cơn bão cho nên ban đêm cũng có thể gấp rút lên đường ngược lại tránh được nguy hiểm mới không gặp chuyện mất người như mấy ngày nay không có người có ý kiến tất cả gấp rút lên đường trên đường đi tất cả mọi người không nói gì giống như sợ sẽ dẫn tới hung thủ thần bí xuất hiện nhưng mà một người đang chạy vội đột nhiên đống cát trước mặt biến mất cả người lún xuống dưới người kia lập tức hét lên kinh ngạc nhưng âm thanh im bặt hắn đã hôn mê lần này lăng hàn thấy rõ ràng có bàn tay ló từ trong cát bắt lấy chân của người kia sau đó kéo người này vào trong cát bàn tay nhỏ và làn da bóng loáng giống như tay nữ nhân thầm nghĩ lăng hàn không chút do so dự hắn phát động sát khí xung kích. Lần này hắn thành công rồi, nữ tử kia không nhìn thấy, nhưng người rơi xuống cắt lại xuất hiện. Lăng Hàn đuổi theo, hắn bắt lấy đầu người kia và phát cắt phía trước, hắn không thấy hung thủ đâu. Vẫn chuồn mất, Lăng Hàn nhướng mày, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng bốn phía có tiếng vỗ tay ba ba, hắn nhìn chung quanh, mọi người hưng phấn khó hiểu. Đây là lần đầu thắng lợi khi giao phong với hung thủ thần bí, không có bị đối phương bắt người đi, mỗi người sinh ra lòng tin mãnh liệt chương 4313, 313 Sa Nữ, Lăng Hàn xuất kích lần thứ nhất, phát hiện hung thủ thần bí, lần thứ hai xuất thủ, thậm chí làm đối phương từ bỏ con mồi sắp đắc thủ. Như vậy, nếu như Lăng Hàn xuất thủ lần thứ ba, có phải sẽ bắt được hung thủ hay không? Hơn nữa, từ khía cạnh này chứng minh, kỳ thật hung thủ cũng không phải rất mạnh, nếu không làm sao lại sợ Lăng Hàn. Như vậy, bọn họ bên này có cao thủ mạnh hơn Lăng Hàn, lý tự toán có thể đại chiến lục kỳ 500 hiệp, nếu hắn xuất thủ hung thủ thần bí còn không phải thúc thủ chịu trói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn sang Lý Tự Toán. Khốn kiếp, các ngươi nhìn ta như vậy, áp lực của ta rất lớn đấy. Lý Tự Toán nói thầm trong lòng, thực lực chân thực của hắn yếu hơn rất nhiều người nơi đây, nếu hắn như xuất thủ, khẳng định sẽ lộ nguyên hình. Nhưng đến tình trạng như thế, hắn tự nhiên cũng không có đường quay về, lúc này Từ Tốn nói: "Các người yên tâm, có ta ở đây." Tất cả mọi người gật đầu, Lý Thiên vừa nói thế, người có gì mà không yên lòng lăng hàn lại suy nghĩ hung thủ thần bí bắt người hẳn là một nữ tính hơn nữa am hiểu du tẩu trong cát có khả năng có năng lực đặc thù chí ít hắn không thể xuyên qua cát nhanh như đối phương đối phương có lai lịch gì bắt người đi làm gì mọi người tiếp tục xuất phát cũng tiến lên phía trước hả mới tiến lên không có mấy bước đột nhiên lăng hàn sinh ra báo động có người xuất thủ với hắn đến từ dưới mặt đất lăng hàn áp chế suy nghĩ xuất thủ và tránh né Hắn chỉ làm không biết, thời điểm này một cánh tay đột nhiên chui ra khỏi mặt cát và bắt mắt cá chân của hắn. Cái tay kia rất tinh tế, có một loại mỹ cảm nói không nói ra lời, nhưng cũng tràn đầy lực lượng. Lập tức, lực lượng thần bí đánh tới và lao thẳng vào thức hải của hắn, trong nháy mắt đã làm thức hải ảm đạm giống như biến thành tử hải. Lăng Hàn cảm thấy ý thức giống như đình chỉ vận chuyển, muốn lâm vào hắc ám vĩnh hằng. Nhưng lực lượng này tới gần tiên đỉnh thì dừng lại, tiên đỉnh của hắn là từ viễn cổ tiên môn diễn biến mà thành. Ngay cả tổ vương cũng không thể trấn áp, huống chi chỉ là lực lượng đẳng cấp này. Lăng Hàn giả bộ như bị quản chế, cả người chìm vào trong cát. Lăng Hàn phát hiện, một cỗ lực lượng bao vây chính mình, làm hạt cát biến thành không khí và không ngăn cản mình, hắn như đang chạy trên bình nguyên. Bên ngoài, Lăng Hàn, ngã, ngay cả Lăng Hàn cũng bị bắt, tất cả mọi người kinh hô, tất cả mọi người ai cũng biết Lăng Hàn là cao thủ thứ hai gần với Lý Tự Toán, nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng trúng chiêu vô thanh vô tức, mọi người rất bàng hoàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn sang Lý Tự Toán. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ, các ngươi đừng nhìn ta, ta chỉ là kẻ khoác lác. Lý Tự Toán nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại thong dong, cho dù liều chết cũng phải liều, bằng không hiện tại không có lăng hàn bảo hộ, một khi để lộ chân tướng, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Mà dưới đất, lăng hàn bị người kéo đi, hắn không ngừng tiến vào địa tâm. Mười dặm, trăm dặm, năm trăm dặm, lăng hàn tính toán một chút, bọn họ đã xuống sâu ngàn dặm lúc này hắn đột nhiên ngừng lại bàn tay nắm chân hắn lỏng ra không cần giả bộ ta biết ngươi không mất khống chế một giọng nói của nữ tử vang lên trong thức hải của hắn a à, bị phơi bày lang hàn mở mắt ra hắn cười và đứng lên hắn cũng không ở trong tầng cát mà là trong một căn phòng bùn đất bốn phía là điểm xuyến bằng các tảng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt ở trước người hắn là một nữ tử trên người không sợi vải nhưng không làm người ta cảm thấy hứng thú ngược lại còn cảm thấy khủng bố bởi vì trên người nữ nhân không có lông tóc hơn nữa nàng cũng không có ngũ quan nếu không phải thân thể có đường cong phập phồng nàng căn bản không làm người ta liên tưởng tới nữ tính đây chính là chân diện mục của hung thủ thần bí khó trách đối phương dùng thần thức truyền âm vào thức hải bởi vì nàng căn bản không có miệng làm sao nói lang hàn mỉm cười cũng dùng thần thức truyền âm nói đã phát hiện ta là giả vờ bị quản chế vì cái gì còn mang ta xuống bởi vì ngươi tự chui đầu vào lưới nữ tử kia nói đã sống dưới đáy sa mạc không bằng gọi là sa nữ đi lang hàn cười ha ha một tiếng vậy ngươi đã thông chi đồng bạn bao vây ta sao hiển nhiên không chỉ một sa nữ đúng vậy sa nữ gật gật đầu theo động tác của nàng chỉ thấy đỉnh đầu dưới chân và vách tường bốn phía đều có từng đầu người chui ra đều là sa nữ đầu trần không có ngũ quan cổ quái là không có nam tính ha ha không thể xem là tự chui đầu vào lưới mà là hổ vào bầy dê. Lang Hàn cười nói, bắt lấy hắn, sa nữ đầu tiên quát lớn, dường như nàng là thủ lĩnh sa nữ. Lập tức, từng sa nữ xuất thủ, ông, mỗi người dùng ý niệm tấn công Lang Hàn. Thức hải của Lang Hàn biến thành tử hải, sa nữ trước đó suýt làm hắn mất đi ý thức, huống chi có nhiều sa nữ như vậy. Những thần thức kia đánh thẳng tới, thức hải Lang Hàn luân hãm nhanh chóng và hòa thành khu vực hắc ám vĩnh hằng. Nhưng khi thần thức tới gần tiên đỉnh thì biến thành đê không thể phá vỡ, mặc ngươi sóng lớn cỡ nào cũng không thể làm gì. Tiên đỉnh mô phỏng viễn cổ tiên môn, không người có thể áp chế. Lăng Hàn phát động phản kích, thần ý chấn động xâm lấn ý thức như tuyết gặp nước sôi, chúng tan dã nhanh chóng, sau đó vội vàng triệt thoái phía sau. Từng đạo thần thức kêu thảm thiết, mỗi một sa nữ đều ôm đầu, hiển nhiên rất thống khổ. Ngươi, sa nữ đầu mục hoảng sợ, nàng trước đó không thể công hãm thức hải Lăng Hàn, chỉ cho rằng ý thức Lăng Hàn quá mức cường đại, sức một mình nàng không thể làm gì, nhưng chỉ cần hội tụ lực lượng các xa nữ khác khẳng định có thể chế phục lăng hàn tuyệt đối không ngờ rằng mọi người vây công nhưng kết quả lại bị lăng hàn đánh bại trời ơi đây thật chú đỉnh sao chẳng lẽ trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ sau đó câu thông với các xa nữ khác lăng hàn hừ một tiếng nói các ngươi bắt những người kia làm gì các hạ có thể cho chúng ta xem tiên đỉnh hay không xa nữ đầu mục dùng thần thức câu thông lăng hàn cảm thấy khó hiểu lăng hàn do dự một chút Hắn vẫn thả tiên đỉnh ra ngoài. Tiên đỉnh giống như tảng đá đúc thành, nó không có gì lạ nhưng lại bộc phát uy áp vô cùng đáng sợ giống như võ đạo đế vương. Chủ nhân, tất cả sa nữ quỳ xuống triều bái Lăng Hàn. Chương 4314, nhận chủ. A, à, đây là tình huống như thế nào? Chỉ nhìn tiên đỉnh liền hô chủ nhân, vì sao gọi ta là chủ nhân? Lăng Hàn hỏi, sa nữ đầu mục cung kính không gì sánh được. Theo tổ huấn của chúng ta, nếu gặp người tu ra tiên đỉnh tảng đá hơn nữa không chịu diệt hồn thuật của chúng ta ảnh hưởng thì chính là chủ nhân của chúng ta. Đây là ai thiết định? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, các ngươi là ai? Chúng ta không biết lai lịch của mình, nhưng các thế hệ cư trú ở đây, thủ vệ một cái chìa khóa. Sa nữ cầm đầu nói ra, nội tâm Lăng Hàn hơi động, Bạch Liên Thánh Hoàng nói qua, bí cảnh có tạo hóa trung cực, chẳng lẽ chính là chìa khóa gì đó hay sao? Chìa khóa gì? Lăng Hàn hỏi, sa nữ đầu mục lập tức quay người, vèo một cái, nàng tan vào vách tường. Lăng Hàn nhổ nước bọt, các người có thể xuyên qua cắt như chơi, vậy thì tại sao còn làm phòng, không phải vẽ vời thêm chuyện hay sao? Hắn vừa nhổ nước bọt xong, chỉ thấy xa nữ kia đã trở về, trong tay cầm một cây chìa khóa. Nàng đi đến trước mặt Lăng Hàn, một chân quỳ xuống, cung kính dâng chìa khóa lên. Lăng Hàn tiếp nhận, cánh tay trầm xuống. Thật nặng, Lăng Hàn có lực lượng mạnh cỡ nào, nhưng chìa khóa vào tay lại cảm thấy nặng nề, có thể thấy được chìa khóa cực nặng. Làm bằng chất liệu gì? Lăng Hàn nhìn kỹ, nó giống như thanh đồng tạo thành, có lẽ niên đại rất cổ xưa, đã sinh ra màu xanh đồng loang lổ. Tiên kim sẽ gì xét sao? Sẽ, nhưng cần thời gian dài kinh người, mà chìa khóa này không chỉ nặng nề, vật liệu tạo ra nó tương đối chân quý, có thể là vật liệu tứ tinh, ngũ tinh thậm chí cao hơn, muốn làm tiên kim như vậy gì xét, nó phải lâu cỡ nào? Lăng Hàn rót thần thức vào nhưng không phản ứng chút nào. Đây không phải pháp khí, nó là chìa khóa do tiên kim cao cấp tạo thành. Không quản là cái gì, trước tiên thu lại lại nói. Lăng Hàn thu chìa khóa vào pháp khí không gian, sau đó hỏi. Người bị các người bắt ở đâu? Bẩm chủ nhân, chúng ta sẽ không thương tổn bọn họ, chỉ lợi dụng bọn họ phối giống. Sa nữ đầu mục nói. Phối, phối giống, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, có thể đừng dùng từ mạnh mẽ như vậy hay không? Hắn hiếu kỳ, các ngươi không có thành viên nam tính sao? Không có, sa nữ đầu mục nói. Nếu chúng ta phối giống, chỉ sinh hạ nữ hài tử vậy không có nam nhân thì sao? Lăng Hàn bát quái hỏi thăm, bí cảnh này một trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần, thánh nhân cũng phải chết già, các ngươi làm sao chờ được một trăm vạn năm mới có nam nhân tới? Sau khi chúng ta chết sẽ lưu lại một viên sinh mệnh hạch tâm, dùng năng lượng địa nhiệt ẩn dưỡng thì có thể hình thành sinh mệnh mới. Sa nữ đầu mục trả lời, đúng là biết gì nói nấy. Sinh sản vô tính, thật không thú vị, nhưng sinh mạng như vậy rất thần kỳ, có nam nhân liền giao phối, không có nam nhân liền tự mình chết sống trở về. Đương nhiên, sinh mệnh không thể lặp lại, chết chính là chết. Sinh mệnh mới có bảo trì trí nhớ trước kia không? Lăng Hàn hỏi, đây là mấu chốt, sẽ không? Sa nữ đầu mục lắc đầu, cũng đúng, bất cứ sinh mệnh gì cũng chỉ có một lần, cho dù mượn xác hoàn hồn cũng chỉ là thân thể giống nhau, linh hồn là hai người khác nhau. Những nam nhân kia đâu? Lăng Hàn hỏi, ở chỗ này, xin mời chủ nhân đi theo ta. Sa nữ đầu mục nói. Lăng Hàn đi theo nàng, lúc này đi vào một căn phòng lớn, chỉ thấy trên mặt đất có từng nam tử đang nằm nhưng đều trần trùng trục. Ách, bọn họ biến thành lợn giống. Chủ nhân, chúng ta sẽ không thương tổn bọn họ, đợi phối giống xong, chúng ta sẽ thả bọn họ về mặt đất. Sa nữ đầu mục cường điệu, Lăng Hàn nuốt nước bọt, nếu như để cho bọn họ biết mình giao phối với ai, tổn thương như vậy sẽ biến thành bóng ma tâm lý cả đời. Nhưng nghĩ lại các sa nữ này cũng thật đáng thương, hơn nữa còn bị các nàng xưng là chủ nhân, Lăng Hàn quyết định là như không biết việc này. Các ngươi vẫn ở trong sa mạc, biết nơi này lớn bao nhiêu không? Lăng Hàn hỏi, chủ nhân, kỳ thật muốn rời khỏi sa mạc rất đơn giản. Sa nữ đầu mục nói, "Ồ, xuất phát từ nơi này, chỉ cần đi mười mấy phút là có thể rời đi." Sa nữ đầu mục nói, sau đó còn vẽ ký hiệu cho Lăng Hàn xem. Thì ra sa mạc đúng là lớn kinh người, hơn nữa hạt cát còn lưu động, nhìn qua ngươi vẫn tiến lên phía trước, trên thực tế đang đi vòng quanh. Cho nên, có thể đi ra hay không phải xem vận khí. Vận khí tốt, một hai ngày là có thể đi ra ngoài, nhưng vận khí không tốt, nó có thể vây khốn ngươi suốt mấy tháng. Nhưng nếu như đi dưới mặt đất, đây chỉ là việc mười mấy phút. Đương nhiên, nếu như không phải quen thuộc nơi này, cho dù đi dưới đất cũng không biết đi nơi nào, còn có thể bị vây khốn. Lang Hàn cảm thấy lần này mạo hiểm là đáng giá, phá tan nghi án hung thủ thần bí, đạt được chìa khóa thanh đồng và biện pháp rời khỏi sa mạc. Chủ nhân không biết người có cần thứ này hay không. Sa nữ đầu mục giống như nhớ tới cái gì đó, nàng xoay người rời đi, chờ nàng trở về đã cầm theo viên châu màu đỏ. đây là cái gì? Lang Hàn hỏi. chúng ta gọi là xích dương hàn lộ châu. Sa nữ đầu mục nói, năng lượng liệt dương hội tụ dưới đất và ngưng tụ hóa thành hạt xương, kết thành băng tinh. nghe qua rất cao cấp a. chúng ta từ nhỏ đã ăn vật này. Sa nữ đầu mục nói. Lang Hàn hiếu kỳ, các ngươi không có miệng, ăn thế nào? sa nữ đầu mục bắt đầu biểu thị, nàng lấy ra một hạt châu, cầm trong tay, hạt châu thu nhỏ lại và biến mất. thì ra ăn như thế. lang hàn cũng lấy ra một viên, vận chuyển cổ dương thiên công, hạt châu bộc phát năng lượng nóng rực truyền vào trong người hắn. a, à, thứ này tương đương với thiên tài địa bảo. lang hàn vui mừng lẫn sợ hãi, đây cũng không phải là đan dược, mà là thiên nhiên hình thành, bởi vậy có đặc tính của thiên tài địa bảo, ăn vào không có đan độc, ăn nhiều chỉ có hiệu quả kém hơn mà không lưu lại đan độc. mấu chốt là hạt châu này có bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi thăm, xa nữ đầu mục nghĩ nửa ngày, trực tiếp dẫn hắn đi tới nơi chứa xích dương hàn lộ châu. Khá lắm, dòng dã một cái phòng, ta có thể lấy đi bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, chủ nhân muốn, đương nhiên có thể cầm hết. Xa nữ đầu mục cung kính nói, ở chỗ này, mỗi ngày chúng ta đều có thể thu thập mấy chục viên xích dương hàn lộ châu, đủ sinh hạ đời sau rồi. Cũng phải, bằng không làm sao chứa cả một gian phòng, có phần nhiều trải qua thời gian quá lâu đã hóa thành năng lượng và biến mất. Sa nữ đầu mục nói, lãng phí, quá lãng phí, lăng hàn không chút khách khí, hắn không thể lãng phí. Chỉ hai ba lần, hắn đã thu hết xích dương hàn lộ châu vào trong pháp khí không gian, chỉ để lại gần trăm viên, các sa nữ cần thứ này bổ sung thể lực. Trường 4315, Lục Đỉnh, đúng rồi chủ nhân, những xích dương hàn lộ châu này bị mang lên mặt đất sẽ biến mất. Sa nữ đầu mục nói, cái gì, Lăng Hàn quay đầu nhìn nàng, gương mặt đen lại, khốn kiếp, không thể đưa ra ngoài, hắn cầm nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Lăng Hàn thở dài, được, ta đã biết, hắn đang ngập vui sướng hóa thành thất vọng, nhưng có thể luyện hóa ở nơi này cũng tốt. Hắn muốn một gian phòng, cũng bảo sa nữ không nên quấy rầy mình, sau đó hắn bắt đầu luyện hóa xích dương hàn lộ châu. Một viên lại một viên, tu vi của hắn tăng lên như bay. Trên thực tế, hiệu quả của đồ chơi này không tốt hơn chú đỉnh đan bao nhiêu, nhưng nó lại chính là thiên tài địa bảo, thuần thiên nhiên nên không hề có tác dụng phụ gì, ăn nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng đan độc. Nửa tháng sau, tu vi của Lăng Hàn đã đạt tới ngũ đỉnh đỉnh phong. Hắn lắng động hai ngày, sau đó liền bắt đầu xung kích lục đỉnh. Đối với người bình thường mà nói, việc đột phá tứ đỉnh đã vô cùng khó khăn, việc này cần đánh phá cực hạn, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, lục đỉnh cũng không phải cực hạn của hắn, bởi vậy, chỉ hai ngày đi qua, hắn đã hoàn thành đột phá. Lục đỉnh, Lăng Hàn tươi cười, lại đánh vỡ cực hạn lần nữa, chiến lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại hắn giao thủ với Lục Kỳ đã không cần hỗn độn cực lôi tháp, lúc đó hắn có thể đánh ngang tay với Lục Kỳ. Tiếp tục, Lăng Hàn tiếp tục luyện hóa xích dương Hàn Lộ Châu, nhưng hắn phát hiện hiệu quả càng ngày càng kém. Không có biện pháp, mặc dù đây là thiên tài địa bảo nhưng cho dù là thiên tài địa bảo ăn nhiều cũng sẽ có kháng tính, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, bằng không chỉ cần có linh dược kéo dài tuổi thọ, chẳng phải cường giả có thể vĩnh viễn không chết hay sao. Lại qua hai mươi mấy ngày, Lăng Hàn ngừng tu luyện. Bởi vì xích dương Hàn Lộ Châu đã không có hiệu quả. Đáng tiếc, hắn cách lục đỉnh đỉnh phong còn kém một đoạn, không thể một mạch đột phá cực hạn tu thành thất đỉnh. Nhưng làm người nên cảm thấy thỏa mãn, chỉ một tháng hắn đã tu luyện từ ngũ đỉnh trung kỳ tu đến lục đỉnh đỉnh phong, tiến cảnh vô cùng kinh người. Hắn quyết định rời đi, nơi này đã không có thứ hắn cần. Chủ nhân, ngài muốn rời đi. Sa nữ đầu mục hỏi, Lăng Hàn gật đầu, chủ nhân, tỉ muội chúng ta đều đã mang thai, những nam nhân này cũng vô ích. Sa nữ đầu mục nói, ách, hoàn thành phối giống nhanh như vậy, hiệu suất rất cao nha. Lăng Hàn nuốt nước bọt, hắn sử dụng bí lực cuốn lấy đám nam tử kia, sau đó phá vỡ tầng cắt và bay lên mặt đất. Có sa nữ chỉ dẫn, Lăng Hàn cũng biết chỗ ở của đám người lý tự toán, hắn trực tiếp đi qua, chỉ mười mấy phút sau hắn liền phá đất chui ra ngoài. Bành, cát bụi bay lên, Người nào lại muốn tới bắt người sao? Đám người Lý tự toán quát lớn, từng người rất khẩn trương. Mặc dù từ khi Lăng Hàn bị bắt đi, hung thủ thần bí không tiếp tục gây án, khoảng cách hiện tại đã gần 2 tháng nhưng Lăng Hàn là đệ nhị cao thủ Không Phòng bị vẫn bị bắt đi, có người nào dám Không Phòng bị? Cho nên, tình huống bây giờ phát sinh dị biến, cho dù là ai cũng khẩn trương. Dù sao thì Đức Trạch cũng là cao thủ bài danh tinh võng hơn 700, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Lăng Hàn, hắn vui mừng lẫn sợ hãi, nói: là Lăng Hàn, cái gì, Lăng Hàn, thật sự là Lăng Hàn, banh, ngay sau đó Lăng Hàn mang những nam tử bị bắt theo cùng, nhưng những người này đều bị đặt chung với nhau, bọn họ rất giống củ cải lớn. Hoàng Lương, Phó Đông Lấm, mọi người nhận ra những nam tử này, nhưng càng nhiều người xa lạ không biết, bởi vì xa nữ cũng không phải chỉ hạ thủ nhắm vào bọn họ. Đây đều là người bị bắt đi, Lăng Hàn không những không có việc gì, hắn còn mang theo những người bị hung thủ thần bí bắt đi. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người phấn chấn không gì sánh được. Lăng Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ hỏi thăm, Lăng Hàn đã sớm nghĩ kỹ lời nói, hắn cũng không có nói ra bí mật xa nữ, chẳng qua hắn cũng không biết thân phận chân thật của người thần bí, mà là một đám bóng người. Hai bên đại chiến, cuối cùng hắn đánh hung thủ chạy đi, lại phí rất nhiều thời gian mới tìm được đám người bị bắt và đuổi kịp mọi người. Mọi người lay tỉnh đám người Hoàng Lương, sau đó hỏi thăm tình huống. Nhưng đám người Hoàng Lương cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ nói mình năm mơ thấy mộng đẹp, trong mộng bọn họ trung độ đêm xuân với vô số mỹ nữ, tuyệt không thể tả. Lăng Hàn nghe xong, nội tâm âm thầm lắc đầu, không có nhẫn tâm nói với bọn họ, bằng không mộng đẹp sẽ biến thành ác mộng, lưu lại bóng ma tâm lý cả đời. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn khâm phục Lăng Hàn. Người xem, bọn họ đều không có biện pháp với hung thủ thần bí, nhưng Lăng Hàn lại có thể đánh người ta chay, đây chính là thực lực. Lăng Hàn lại cười một tiếng, hắn đẩy công lao lên đầu lý tự toán mọi người nghe xong đều rung động đúng vậy lăng hàn chỉ là cao thủ gần với lý tự toán mà hắn có thể đánh hung thủ thần bí chạy đi nếu đổi thành lý tự toán thì sao lý huynh xuất thủ hung thủ kia khẳng định chỉ có thể thúc thủ chịu trói đúng vậy đáng tiếc hắn không có ra tay với lý huynh bằng không đã tự chuốc lấy đau khổ khẳng định đã biết lý huynh lợi hại cho nên hung thủ kia không dám xuất thủ với lý huynh tất cả mọi người khen ngợi càng biểu đạt ca ngợi lý tự toán lên trời Lý tự toán đầy cao ngạo, hắn nhận hết lời ca ngợi của mọi người nhưng trong lòng muốn khóc. Trời ạ, à, may mắn Lăng Hàn trở về, không thì hắn sẽ hỏng mất. Lên đường đi, Lăng Hàn nói, ta biết làm như thế nào đi ra ngoài. Lăng Hàn dẫn đường, hắn đi trước mọi người, hắn cũng không có đi thẳng tắp, hắn đi cong vẹo như đang đi loạn. Việc này làm không ít người khó hiểu, người bất kính với Lăng Hàn chính là bất kính với Lý Mỗ. Lý tự toán lớn tiếng nói ra, lộ ra bá khí mười phần. Tất cả mọi người cảm thán, Lý Tự Toán rất tín nhiệm Lăng Hàn. Nhưng Lý Tự Toán lại biết rõ ràng, địa vị cùng danh vọng của hắn hiện tại đều là Lăng Hàn cho hắn, hắn dám không coi Lăng Hàn ra gì sao? Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một sơn cốc bị tuyết trắng mênh mang bao phủ. Đi, đi ra, ha ha, cuối cùng chúng ta đã thoát được. Tất cả mọi người rất hưng phấn, ở trong sa mạc rất lâu, nội tâm mọi người rất nôn nóng, hiện tại đã tìm thấy đường ra, tâm tình bọn họ vô cùng thoải mái may mà có lăng huynh chỉ đường, có người nói, không, may mắn có lý huynh lãnh đạo, có người quay đầu vốt mông ngựa lý tự toán, đúng, lý huynh là thủ lĩnh của chúng ta, tất cả đều là công lao của lý huynh. Lý tự toán bất an, hắn sợ chọc giận lăng hàn, khi đó hắn sẽ chết không chỗ chôn Cũng may chính là, lăng hàn không thèm để ý, phía trước là, băng cốc, chương 4316, băng Bang cốc, băng hổ. Không biết phía trước có nguy hiểm gì, có người nhìn băng cốc, trong mắt có một tia ước mơ cũng có một tia lo lắng sau khi tiến vào nơi này bọn họ chưa đạt được cơ duyên gì nhưng nguy hiểm lại theo nhau mà tới tự nhiên làm không ít người sợ hãi không ít người đều gật đầu sinh ra cộng minh lang hàn nhanh chân đi vào sơn cốc trước đó là sa mạc mặt trời chói chang sau khi đi vào sơn cốc thì nhiệt độ giảm mạnh đủ đông cứng một người thành băng sau khi mở màn sáng tinh thần ra tất cả hàn ý bị ngăn cản bên ngoài lang hàn tiếp tục đi tới hắn đi mỗi bước rất cẩn thận ai biết có khe nứt băng tuyết làm cho người ta ngã xuống vạn kiếp bất phục hay không? a, à, nơi này không có trọng lực áp chế. lăng hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, hắn dự định ngự khí phi hành. nhưng hắn vừa mới sử dụng pháp khí phi hành, đột nhiên một tia hàn ý hóa thành băng nhận đâm thẳng về phía hắn. hắn xuất quyền, bành, băng nhận bị đánh nát nhưng nắm đấm của lăng hàn cũng bị thương, máu tươi đỏ thấm chảy ra ngoài. xoát xoát xoát, càng nhiều băng nhận xuất hiện, khốn kiếp, lăng hàn vội vàng đáp xuống băng nhận thật đáng sợ, chỉ một đạo đã làm hắn đổ máu, nếu có thêm vài đạo, hắn sẽ thừa nhận không nổi. Sau khi hắn đáp xuống thì tất cả bình thường, nói cách khác, người phải có bản lãnh mới đi nghênh ngang trên bầu trời, chỉ cần đánh nát băng nhận là đủ. Nhưng không có năng lực này thì thành thật đi dưới đất đi. Lăng Hàn đi một hồi, phát hiện nơi này trừ cái lạnh ra cũng không có cảm bẫy gì. Hắn nhìn lại, hắn lắc đầu, hắn có màn sáng tinh thần cho nên không có vấn đề gì, nhưng đối với những người khác, Nơi này không khác gì địa ngục, phần lớn người bị hàn khí làm run rẩy, đừng nói xuất thủ, có thể đi đã không tệ lắm rồi. Sơn cốc rất rộng, càng đi càng rộng, sau khi đi mười mấy phút, đột nhiên có đội ngũ đi ra khỏi sơn động. "Các vị, không cần đi về phía trước, có một người nói, vì cái gì? Phía trước có một đầu băng hổ, là tồn tại sinh đan cảnh chặn đường đi, không xử lý nó, chúng ta sẽ bị ngăn cản tại nơi này." Người đối diện giải thích, "Sinh đan cảnh, tất cả mọi người kinh hô." người nơi này đều là chú đỉnh, gặp được sinh đan chỉ có chết mà thôi. Nhắc tới cũng đúng dịp, rõ ràng có không ít chút cơ cùng sinh đan tiến vào nơi này, vì cái gì bọn họ gặp phải đều là chú đỉnh. Thi huynh, có nhiều người đi ra khỏi sơn động, thật nhiều người đều là nhận ra thi đức trạch, mỗi người rất nhiệt tình. Bài danh tinh võng hơn 700 vị, đây là hôn nhân. Thi đức trạch nào dám lỗ mãng, vội vàng nói, vị này là lý tự toán lý huynh. Chính là người đại chiến với lục kỳ 500 hiệp, lần này nhờ có Lý Huynh nên chúng ta mới có thể vượt qua sa mạc. Cái gì, vị này chính là Lý Huynh, tất cả mọi người chấn kinh, Lý tự toán rất cao ngạo, đây là vinh quang, tất cả mọi người đi tới gặp nhau, nơi này không có người nào bài danh tinh võng cao hơn Thi Đức Trạch, bởi vậy Thi Đức Trạch còn tự nhận kém xa Lý tự toán, có người nào dám không cung kính với Lý tự toán. Lý Huynh, rốt cục đã chờ được ngươi đến, có người dẫn đầu, chúng ta có thể đánh bại băng hổ và vượt qua nơi này. Lý Huynh, người đến chỉ huy đi tất cả mọi người nói ra mỗi người đều chờ mong lý tự toán run rẩy nói đùa đi khai chiến với hung thú sinh đan cảnh chẳng phải muốn lấy cái mạng già của hắn nhưng bây giờ không đi hắn sợ hay sao mọi người không nên vọng động dù sao cũng là tồn tại sinh đan cảnh đừng nói ta cho dù là lục kỳ tới cũng không dám lỗ mãng hắn lại lấy chuyện lục kỳ ra nói tấm chiêu bài này rất dễ sử dụng tất cả mọi người gật đầu nếu lục kỳ cũng không dám dùng sức mạnh vậy bọn họ càng phìa cẩn thận. Chúng ta chờ một chút, nhiều người sẽ có thêm lực lượng, như thế cũng có thể tận lực giảm bớt thương vong. Lý Tự Toán lại nói, rõ ràng là sợ nhưng mọi người nghe xong lại cảm thấy Lý Tự Toán nhân tâm hiệp nghĩa, người xem, hắn rất quan tâm sinh tử của mọi người. Lý Huynh, ta phục, thoải mái, đại khí, bọn họ rất cảm khái, hiện tại nào có người nào thực lực cao cường còn quan tâm tới người khác chứ? Từng đội ngũ vượt qua sa mạc, làm đám người Lý Tự Toán buồn bực là, chỉ có bọn họ dùng nhiều thời gian mới vượt qua sa mạc, những người khác chỉ dùng 2 ngày, nhiều chỉ dùng 6 ngày là vượt qua sa mạc. Việc này còn phải dựa vào vận khí. Lăng Hàn quan sát bốn phía, hắn muốn xem một chút, có thể bố trí tam tương bảo bình trận chém giết băng hổ hay không. Nhưng làm cho hắn thất vọng, hoàn cảnh nơi này không thích hợp bày trận, bởi vì bọn họ đang ở trong trận pháp, làm sao có thể mượn nhờ đại thế. Khó như lên trời, thiên đạo hỏa, Lăng Hàn lắc đầu không thể gặp được khó khăn thì nghĩ sử dụng thiên đạo hỏa, từ đó sẽ hình thành tính ỷ lại, năm lần sử dụng thiên đạo hỏa dùng hết, hắn dựa vào cái gì bảo vệ tính mạng. Vậy thì chờ một chút, chờ số người đầy đủ lại tấn công băng hổ. Mấy ngày sau, lần lượt có đội ngũ và độc hành khách xuất hiện, nhưng Lăng Hàn không có phát hiện đám người nữ hoàng, hổ nữ hay lâm lạc và đại hắc cầu. Từ trên thực lực, nơi này nhiều nhất chính là nhân đỉnh cùng địa đỉnh, cho nên, muốn nói thực lực đám người nữ hoàng mà không tiến vào nơi này thì không thành lập, chỉ ít cũng có thể có vài người đi tới. Cho nên, Lăng Hàn càng có khuynh hướng cho rằng, khu vực như sa mạc và băng cốc có rất nhiều, chúng còn có hiệu quả phân lưu, bằng không tất cả chú đỉnh đều tới, sinh đan cảnh thì như thế nào, nhìn thấy bọn họ cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Người tới càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể giao động địa vị của đám người lý tự toán, về sau có người bài danh hơn 400 xuất hiện, mặc dù hắn kích động nhưng càng sợ bại bởi lý tự toán cho nên đối phương lựa chọn ít xuất hiện. Nhưng bởi vì hắn ngầm thừa nhận càng làm người ta sợ Lý Tự Toán. Kế tiếp có mấy cao thủ bài danh hơn 200 tới, nhưng từng người đều ngầm thừa nhận địa vị lãnh đạo của Lý Tự Toán. Chuyện này dựa theo suy nghĩ của người khác, người có thể đại chiến 500 hiệp với Lục Kỳ, chẳng lẽ thực lực còn không thể tiến vào top 100 tinh võng hay sao? Nhưng Lý Tự Toán lại lo lắng nhiều hơn, lần này chơi lớn rồi, nếu bị những người kia biết rõ thực lực của hắn, chẳng phải hắn sẽ bị đám người này bóp chết. Nhưng đâm lao phải theo lao lúc này chỉ có thể đi tới cùng. Lăng Hàn còn buông lời, nói tu vi của Lý Tự Toán hiện tại tiến nhanh, cho dù là Lục Kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Việc này người tin tưởng rất ít, dù sao uy danh Lục Kỳ quá mạnh, trải qua tinh võng kiểm nghiệm, nhưng Lý Tự Toán suýt ngất đi, ánh mắt nhìn Lăng Hàn đầy ai oán. Ca, người muốn chơi ta hay sao? Trường 4317, tái chiến Lục Kỳ. Lúc này, số người tụ tập trong băng cốc vượt qua 200, số người bài danh tinh võng trước 1.000 nhiều hơn 30, việc này càng làm mọi người tràn ngập lòng tin đội hình như thế có thể khiêu chiến băng hổ lý huynh người phát ra mệnh lệnh đi chỉ cần ngươi dẫn đầu chúng ta sẽ xông lên lý huynh đại đao của ta đói khát khó nhịn rồi mọi người gọi uống lý tự toán thật muốn đánh người nếu là hắn dẫn đầu tuyệt không phải sung kích thắng lợi mà là nằm trong bụng băng hổ hắn có bài danh tinh võng hơn một vạn sung phong không phải chịu chết hoặc bị ăn hay sao nhưng hắn thân là thủ lĩnh đương nhiên phải sung phong đi đầu thực lực này người mạnh nhất không sung phong, kẻ nào dám xông lên đầu tiên. Kỳ thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân người bài danh tinh võng cao lựa chọn trầm mặc, làm thủ lĩnh rất uy phong nhưng trả giá cũng thật nhiều. Thời điểm Lý Tự Toán vắt hết óc nghĩ nên làm thế nào thoái thác, đột nhiên một người chạy tới, trên mặt đầy hưng phấn. Lục Kỳ đến rồi, Lục Kỳ đến rồi, đó là lính gác, nhiệm vụ chính là nghênh đón người trong sa mạc tới. Mọi người nghe xong đều hưng phấn, Lục Kỳ đấy, siêu cấp cường giả bài danh tinh võng 19, nếu do hắn dẫn đội tấn công băng hổ, như vậy cơ hội thành công của bọn họ sẽ nhiều hơn, hơn nữa thương vong sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng tâm thần lý tự toán lại run lên, xong đời rồi, chính chủ xuất hiện, hoang ngôn của hắn tự nhiên sẽ rãi khắp thiên hạ, chắc chắn sẽ có vô số người bị lừa gạt xé xác hắn thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người đi ra ngoài đón, lục kỳ đấy, bài danh tinh võng 19, lại là năm cao thủ chú đỉnh đứng đầu Bắc Thiên Vực. Quả nhiên, không lâu lắm, chỉ thấy Lục Kỳ đi vào trong băng cốc, Hắn cũng không phải đi một người, mà là mang theo một chi đội ngũ, nhưng trong đội ngũ cũng không có tống lam, hiển nhiên, người tiến vào sẽ bị đánh tan, phi thường loạn. Hừ, ta nghe nói nơi này có người có thể va chạm khí lực với ta 500 chiêu. Lục Kỳ mở miệng, giọng nói lạnh như băng, đứng ra, để cho ta xem, Lục Kỳ ta không nhớ có người nào có thể va chạm khí lực với ta 500 chiêu mà không bại. Lý tự toán sắp khóc, vận khí của hắn là thế nào? tại sao chính chủ xuất hiện nhanh như thế hắn còn dự định hãm hại lừa gạt một lần sau đó liền im tiếng biệt tích đấy lục kỳ người cũng xứng giao thủ với lý huynh lăng hàn cười lớn một tiếng hắn cất bước tiến lên lăng hàn sắc mặt lục kỳ cực kỳ khó coi trong mắt khó che giấu sát khí ngay cả ta cũng đánh không lại còn muốn giao thủ với lý huynh lăng hàn không nói hai lời hắn xông lên tấn công đối mặt lăng hàn cho dù là lục kỳ cũng không dám chủ quan hắn vội vàng nghênh đón, cũng bộc phát chiến lực hoàn toàn. Oanh, 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 hai người toàn lực ứng phó, năng lượng cuồn cuộn oanh thiên tạc địa, toàn bộ sơn cốc lắc lư rất mạnh, vô số tuyết động sôi trào, thanh thế rất to lớn. Nhưng sơn cốc này thật sự kiên cố, bọn họ đánh như vậy cũng không bị hủy hoại. Tất cả mọi người trợn mắt, lục kỳ bị người ta ngăn cản. T, như vậy, Lý Tự Toán hẳn không có nói dối. Người xem, Lăng Hàn nói đánh không lại Lý Tự Toán, Hắn có thể đánh khó phân thắng bại với Lục Kỳ, như vậy Lý Tự Toán tự nhiên có khả năng đánh bại Lục Kỳ. Đại chiến 500 hiệp là chuyện thật, mà bây giờ Lục Kỳ có nhiều khả năng không địch lại Lý Tự Toán. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, mọi người nhìn về phía Lý Tự Toán, người nào cũng mang theo kính sợ, bọn họ dám hoài nghi thực lực của Lý Tự Toán. Những thiên tài bài danh dưới 200 thổn thức không thôi, may mắn bọn họ không có khiêu chiến, bằng không sẽ bị đánh nằm dưới đất. A, à, tại sao lại có chuyển hướng như thế? Lý tự toán cũng không nghĩ tới, hắn cảm thấy ngơ ngác, giống như bị người ta thổi phồng lên một độ cao mới, về sau hắn không cần nói đại chiến với lục kỳ 500 hiệp, hoàn toàn có thể nói lục kỳ còn không phải đối thủ của hắn, người xem, những người hôm nay đều là nhân chứng. Sau đó, hắn hoảng sợ nhìn về phía lăng hàn, gia hỏa này là ai, có thể đối địch với lục kỳ, vì cái gì từ trước đến nay không nghe nói qua tên tinh võng. Lý tự toán giật mình, lục kỳ cũng giật mình, hắn cũng không phải chưa giao thủ với lăng hàn, nhưng mà, mấy tháng trước Lăng Hàn tuyệt đối không có thực lực như vậy. Lúc trước Lăng Hàn chỉ có thể miễn cưỡng mới có thể địch nổi hắn một hai, nếu không phải đối phương có một kiện pháp khí kỳ diệu không gì sánh kịp, hắn có lòng tin 10 phần có thể xử lý Lăng Hàn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã có thực lực hoàn toàn đối kháng với hắn. Cũng qua biến thái rồi, mới trôi qua bao lâu? Dựa theo tốc độ phát triển như thế, hắn còn chưa đột phá cửu đỉnh hoặc là sinh đan, Lăng Hàn đã có thể vượt qua hắn, dẫn đầu trở thành cường giả sinh đan. Lục Kỳ gầm thét, hắn liên tục xuất tuyệt chiêu, năng lượng xô trào, một chiêu có thể miểu sát một đống lớn chú đỉnh, mà ở trước mặt Lăng Hàn, chiêu thức như vậy không đủ nhìn. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lục Kỳ có tuyệt chiêu, hắn muốn vận dụng Tiên Thiên Thần Thể, khi đó hắn sẽ có chiến lực sinh đan sơ kỳ, nhưng vấn đề là Lăng Hàn cũng có pháp khí cường đại chưa sử dụng, hoàn toàn có thể đối kháng Tiên Thiên Thần Thông của hắn. Lại đánh mấy trăm chiêu, Lục Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại hắn không thể không thừa nhận lăng hàn hiện tại đã hoàn toàn có thể đối địch với hắn tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa trừ phi hắn có thể đạt được cơ duyên to lớn bắt được tiên hà tu ra tuyệt thế thần mang tin tưởng uy lực một chảm có thể xử lý lăng hàn lăng hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là lắc đầu lục kỳ về sau khiêm tốn một chút người làm sao có thể là đối thủ của lý huynh chuyện này rất đơn giản lăng hàn bất phân thắng bại với lục kỳ mà lăng hàn đánh không lại lý tự toán như vậy Lục Kỳ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lý Tự Toán. Tất cả mọi người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Tự Toán mang theo kính sợ cùng khâm phục. Người xem, trước đó bị Lục Kỳ khiêu khích như vậy, nhưng Lý Tự Toán lại không nói một câu, đây là lòng dạ rộng rãi và khí phách cỡ nào. Lục Kỳ suýt phun ra một ngụm máu tươi, chó chết, hắn chưa từng gặp qua gia hỏa tên là Lý Tự Toán, tại sao có thể đại chiến 500 chiêu. Hắn đột nhiên hiểu được, gia hỏa kia chính là kẻ lăng hàn cố ý chọc hắn khó chịu. Mấu chốt là, chiều này rất có tác dụng. Hắn hiện tại có nói Lý Tử Toán không phải là đối thủ của mình, có ai tin hắn chứ? Sẽ nói hắn thua không nổi. Phiền muộn, quá phiền muộn. Lục Kỳ vừa định oanh sát Lý Tử Toán tại chỗ, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lăng Hàn sẽ đứng ở bên cạnh Lý Tử Toán, rõ ràng đang bảo vệ người này. Nếu như hắn xuất thủ, Lăng Hàn khẳng định cũng sẽ xuất thủ, từ đó lâm vào tử cục. Khốn kiếp, cao thủ như Lục Kỳ khinh thường mắng chửi người khác, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của Lăng Hàn một lần. Tại sao ngươi lại tổn hại người ta như thế? Lý Huynh, hiện tại chúng ta có Lăng Huynh và cao thủ tuyệt thế như Lục Huynh, có lẽ đủ phát động công kích băng hổ rồi. Có người nói, hiện tại Lý Tự Toán tràn đầy lòng tin, lúc này vung tay lên. Xuất phát, chương 4318, hợp kích băng hổ. Tất cả mọi người xuất phát, chuẩn bị đi khiêu chiến băng hổ cảnh giới sinh đan cảnh. Lục Kỳ rất khó chịu, đương nhiên hắn sẽ đi chiến đấu với băng hổ nhưng tuyệt đối phải do hắn cầm đầu không phải giống như hiện tại bị người nào đó biến thành tiểu đệ bởi vậy gương mặt hắn tối tăm bọn họ đi tới cuối sơn cốc quả nhiên nhìn thấy một con mãnh hổ nằm tại đó toàn thân trắng như tuyết thổi một hơi cũng tạo ra gió lạnh đây chính là hung thú sinh đan cảnh ngăn chặn đường đi của bọn họ nhìn thấy một nhóm người đi tới đây đầu hung thú kia chỉ lười biếng nhìn bọn họ một chút cũng không có đứng lên phát động công kích Giống như căn bản không có nhìn thấy bọn họ, nó lại rủ đầu xuống. Con hung thú này không lao tới, có một đạo trận pháp cản cản nó. Có người nói, có ít người sớm đi lên khiêu chiến băng hổ, đương nhiên là thua tan tác, bây giờ có mấy thi thể đông cứng thành băng điêu, làm ra tư thái chạy trốn nhưng đã sớm bị hàn băng bao phủ. Các huynh đệ, theo ta tiến lên." Lý Tự Toán hét lớn một tiếng, hiện tại hắn cảm giác quá tốt, giống như đại tướng quân thống lĩnh đại quân vô địch. Trên thực tế Mặc dù bọn họ chỉ có hơn 200 người, nhưng không thiếu 1.000 vị trí đầu bài danh trên tinh võng, có người nào không phải số một số hai trong tinh vực của mình, gọi là đại quân vô địch cũng không quá lời. Có lẽ trong tương lai, trong mấy người bọn họ sẽ có vài người trở thành tôn giả, thậm chí thánh nhân, lý tự toán thực sự có thể thổi cả đời. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nói với Lục Kỳ. Thế nào, có muốn tiếp tục so đấu hay không? So đấu cái gì, Lục Kỳ sẽ không sợ, ai tạo thành tổn thương lên băng hổ lớn hơn. Lăng Hàn nói, hừ, ngươi sử dụng hỏa diễm vô địch kia, ta làm sao cha với ngươi. Lục Kỳ lạnh lùng nói ra, Lăng Hàn cười nói một tiếng, ta bảo đảm không cần, tốt, Lục Kỳ gật đầu, đương nhiên hắn không cho rằng chính mình sẽ thua Lăng Hàn, cho dù ở phương diện nào. Hai người xông lên trước nhất, nhìn thấy hai vị mãnh nhân này xông lên đầu tiên, những người khác cũng tự tin hơn nhiều, đều gào thét đi theo phía sau. Giết, mọi người giống to, âm thanh chấn động, uy thế cực lớn. Còn băng hổ kia lúc này mới đứng lên, nó lắc lư thân thể, trên người tỏa ra hàn khí ngập trời. Tất cả mọi người dùng mình một cái, bỗng nhiên ý thức được, đây chính là một đầu hung thú sinh đan cảnh, cũng không phải chú đỉnh, có không ít người sinh ra tâm sợ hãi. Lăng hàn hừ một tiếng, miệng phun kim kiếm, dẫn đầu phát động công kích. Băng hổ khinh thường, nó há miệng phun ra một đạo hàn khí, ba, kim kiếm bị bao phủ và ngưng kết thành hàn băng, bỗng nhiên rơi từ không trung xuống và vỡ nát trên mặt đất, một lần nữa hóa thành năng lượng kim hệ trong thiên địa. Lục kỳ cười lạnh, hắn cầm trường tiên màu bạc, xoát, hắn cầm roi quất thẳng vào người băng hổ. Ba, cây roi quất vào hông băng hổ. Không đợi lục kỳ kịp vui mừng, đã thấy một đầu trường tiên bị hàn băng đánh tới, hơn nữa còn lan tràn theo cây roi với tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, cây roi tỏa ra hàn quang sáng ngời. Sau đó nó thu trở về thật nhanh Hai đại thiên tài đứng đầu liên thủ một kích tuyên cáo thất bại không ai chiếm thượng phong trước mặt băng hổ không hổ là hung thú cấp bậc sinh đan cảnh trên cấp độ đã nghiền áp chú đỉnh mọi người cùng xuất thủ nhưng không người nào dám tới gần công kích bọn họ đều lựa chọn công kích từ xa bành 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 năng lượng nổ tung trên thân băng hổ nhưng không có công kích nào phá hư phòng ngự của nó nhưng làm vậy cũng chọc giận nó băng hổ nhìn chằm chằm mọi người bỗng nhiên há miệng phun ra khí lạnh khí lạnh lập tức bao phủ mọi người mọi người vội vàng tránh né luồng khí lạnh ập tới chỉ thấy có hai người không kịp tránh né và hóa thành băng điêu. Còn có khí tức sinh mệnh, nhanh, mang sang một bên, lập tức dùng năng lượng hỏa diễm hòa tan tầng băng, có lẽ có thể cứu. Hai người này bị mang sang một bên, tự nhiên có người tinh thông năng lượng hỏa diễm cứu chữa, mà những người khác tiếp tục tấn công băng hổ. Lang Hàn hét lớn một tiếng, hắn phát động đại la thiên bảo thuật, hắn thỏa thích thi triển bí pháp cấp bậc tôn giả, một chiêu một thức, một quyền một trưởng đều có uy lực vô tận. Lục kỳ không thua kém bao nhiêu, Hiện tại hắn cũng không có tâm tư khác, bọn họ phải đánh bại băng hổ mới có thể qua ải, một mình hắn không thể giải quyết, nhất định phải liên thủ với Lăng Hàn. Đã như vậy, cứ dựa theo ước định trước đó, nhìn xem chiến lực ai mạnh hơn, có thể tạo thành tổn thương lên băng hổ lớn hơn. Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường, nếu tùy ý cho bọn họ phát huy, cho dù là Sinh Đan cảnh sơ kỳ cũng phải nhức đầu, bởi vậy, đầu băng hổ kia bị đánh trúng mấy lần, có rất nhiều lông rơi xuống. Nhưng việc này không có chọc giận băng hổ nó vẫn duy trì thiết tấu công kích như ban đầu. Lang Hàn kinh ngạc, việc này không hợp lý, hung thú. vì sao lại có chữ hung? đó là vì bọn chúng chỉ có thú tính mà không có chi tuệ, hung tàn bá đạo. bị đánh rơi không ít lông, nó vẫn không tức giận hay sao? Lang Hàn sững sờ, chẳng lẽ con băng hổ này cũng không phải hung thú chân chính, mà chỉ là vẻ ngoài, thật ra chỉ là khôi lỗi bị trận pháp điều khiển. việc này phi thường có khả năng, cũng có thể giải thích vì sao nó vẫn tỏa chấn nơi này nhưng có thể đoán ra chân tướng cũng không đại biểu có thể giải quyết chiến đấu, Lăng Hàn toàn lực xuất thủ, hắn tranh thủ tạo ra tổn thương lớn nhất lên băng hổ. Một bên khác, Lục Kỳ cũng vận dụng đại chiêu, thân hình của hắn biến lớn, thậm chí còn lớn hơn đầu băng hổ, sau đó hắn đánh ra một trường, tuyết động khắp sơn cốc bay lên cao. Bàn nhược thiên nhạc trường, bàn tay khổng lồ sinh ra đạo văn tỏa sáng, đan dệt với nhau tạo thành ký hiệu phức tạp, giống như ra chỉ một loại lực lượng cường đại nào đó, một kích có thể đánh xuyên năng lượng hắn vận dụng lực lượng huyết mạch chiến lược trực tiếp tăng lên sinh đan sơ kỳ oanh một trường này làm thiên địa chấn động băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng nó vỗ một chảo lên trời bang thân thể khổng lồ của nó chìm xuống đất nó bị đè xuống mặt đất tốt tất cả mọi người kêu lên lục kỳ thật sự cường đại có thể đánh hung thú sinh đan cảnh nằm xuống lực lượng này mạnh đến mức nào nhưng việc này chỉ kéo dài 3 giây sắc mặt lục kỳ tái nhợt thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại nhưng mà băng hổ lắc lư thân thể vài cái sau đó đứng lên, chỉ thấy trên thân nó xuất hiện vài miệng vết thương, lại rơi rất nhiều lông, nhưng cũng không nhận phải tổn thương quá nặng. Dù sao cũng là sinh đan cảnh, cho dù tiếp nhận một kích của sinh đan sơ kỳ là bị trọng thương. Băng hổ để mắt tới lục kỳ, dường như biết uy hiếp của hắn lớn nhất, muốn ra tay xử lý hắn trước. Nó giết tới, nhưng lăng hàn lại lao tới, hắn phát động chiến thần tam thức, chiến lực của hắn tăng lên độ cao mới. Oanh, 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 hắn miễn cưỡng đối kháng với băng hổ, nhưng cho dù dùng tới chiến thần tam thức, hắn vẫn không phải đối thủ của băng hổ, hắn bị đánh lui lại liên tục. chương 4319, đánh ngã, ba chiêu qua đi, lăng hàn vội vàng lui qua một bên. Đây chính là nhược điểm của chiến thần tam thức, sau khi dùng xong phải lập tức lui về phía sau. Cũng may lục kỳ cũng tiến lên ngăn cản, nhận lấy vị trí chủ lực của lăng hàn, hắn trọi cứng với băng hổ. Nhưng kém một đại cảnh giới, cho dù hắn là bát đỉnh thì như thế nào, hắn chỉ có thể ngăn cản hai ba chiêu lúc đối kháng chính diện mà thôi cho dù như vậy cũng làm toàn thân hắn phát run giống như máu huyết cũng bị đông cứng lăng hàn nghênh tiếp hắn tiếp tục đấu với băng hổ oanh 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 những người khác nhao nhao xuất thủ cũng tấn công băng hổ đánh tới cũng không thể liền để lăng hàn cùng lục kỳ đi liều mạng đi lăng hàn thét dài một tiếng hắn vận chuyển yêu hầu quyền đây là thuật mạnh nhất của hắn một khi vận chuyển khí thế cả người hắn không giống nhau hắn giống như biến thành đại đế, cũng tỏa ra khí thế vô thượng. Ánh mắt lục kỳ lăng lệ, mặc dù lăng hàn xuất kích nhằm vào băng hát nhưng áp lực của hắn rất lớn. Nếu như một quyền của lăng hàn đánh phía hắn, hắn có thể chống đỡ hay sao? Nhất định phải vận dụng lực lượng huyết mạch, bằng không hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Hắn hít khí lạnh, cường đại như hắn, nhưng muốn hắn sử dụng tiên thiên thần thông đối kháng môn quyền pháp, đây là chuyện khó tin cỡ nào. Đối phương có thể oanh kích mấy quyền, không không không, quyền pháp khủng bố giống như thế, Lang Hàn khẳng định không thể sử dụng mấy quyền. Oanh, một quyền đánh lên người băng hổ, trực tiếp hất tung băng hổ lên cao, cho thấy uy lực của quyền này đáng sợ cỡ nào. Nhưng sau một quyền này, băng hổ lập tức bò dậy, thân thể run run vài cái, nó không bị thương gì. Khốn kiếp, đế thuật, tiên thiên thần thông đều đã vận dụng, ra hỏa này vẫn không đau không ngứa. Nhưng có thể có biện pháp nào, đành phải tiếp tục đánh. Mọi người tiếp tục xuất thủ oanh tạc băng hổ, muốn dùng ưu thế nhân số mài chết hung thú. Hô, 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 gió lạnh ập tới, băng hổ liên tục hống hống, chỉ cần bị nó phun khí lạnh sẽ có người đóng băng, nhất định phải thi cứu trước tiên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may đây không phải đả kích trí tử, từ đó mọi người có thể kiên trì, chưa từng xuất hiện tình huống giảm quân số nghiêm trọng, thật nhiều người bị hòa tan tầng băng đã tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lý Tự Toán lại đảm nhiệm vai trò chỉ huy, hắn phân phối nhân viên, phái mọi người chia vài nhóm đi lên người thực lực yếu nhất chuyên phụ trách giá đông, bằng không có khả năng vừa xông lên sẽ bị đóng băng, chẳng những không giúp được, ngược lại còn kéo chân sau. Nếu là người khác chỉ huy, có ai sẽ nghe theo? Nơi này có ai không tâm cao khí ngạo chứ? Nhưng Lý Tự Toán lại là tồn tại áp đảo lục kỳ, hắn đương nhiên phục chúng. Hô, một đạo khí lạnh thổi qua, mặc dù Lăng Hàn có màn sáng tinh thần hộ thân, lúc màn sáng vỡ vụn, hắn có thể cảm ứng được, huyết dịch trong cơ thể hắn như bị đóng băng hắn lập tức vận chuyển thiên đạo hỏa, oanh, hỏa diếm quét qua, huyết dịch trong cơ thể khôi phục, lại bắt đầu lưu động. Bỏ ra 10 giây đồng hồ, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Ai, công kích của sinh đan cảnh thật khủng bố, lăng hàn, nhanh chống lại, lục kỳ thúc giục, cho một mình hắn kéo dài 10 giây, kém chút đánh chết hắn. Chỉ 10 giây mà thôi, người cũng chịu không được, lăng hàn từ tốn nói, nói nhảm, người đi ngăn cản 10 giây cho ta xem. Lục kỳ hư một tiếng, đây chính là sinh đan cảnh, cũng không phải am miêu a cầu. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản băng hổ. Một, hai, ba, mười, mười một, mười hai. Lăng Hàn nhẹ nhõm chống qua mười giây, có hỗn độn cực lôi tháp bảo vệ, lại thêm màn sáng tinh thần bảo hộ. Lăng Hàn muốn kiên trì mười mấy giây trước công kích của băng hổ chỉ là chuyện đơn giản. Lục kỳ im lặng, ai bảo Lăng Hàn có bảo khí mà hắn không có chứ. Tất cả mọi người cắn răng khổ chiến, Mặc dù đối thủ chỉ có một tên, nhưng quá cường đại. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, tất cả mọi người kiên trì, vào ngày thứ hai, bọn họ cảm nhận được lực lượng băng hổ đang biến mất, nó đã yếu hơn mấy ngày đầu tiên rất nhiều. Nhưng mọi người vẫn áp dụng biện pháp thay nhau chiến đấu, có thời gian khôi phục bí lực nhất định, bởi vậy, tình huống cũng tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nằm ở chỗ Lăng Hàn và Lục Kỳ, bởi vì có hai người bọn họ, thiếu một ai cũng không được, nhất định phải đứng ở tuyến đầu cho dù người nào chống đỡ hết nổi đều sẽ làm cho cả đội ngũ tan vỡ trong nháy mắt. Mà vấn đề là, bọn họ cũng không có thời gian khôi phục. Lăng Hàn không quan trọng, bí lực của hắn cuồn cuộn vô tận, đừng nói một ngày, cho dù một năm nửa năm cũng không thành vấn đề, nhưng Lục Kỳ không như vậy, mặc dù hắn là siêu cấp thiên tài bài danh 19 trên tinh võng, bí lực dự trữ khẳng định vượt qua chú đỉnh bình thường rất lớn, nhưng trong chiến đấu cường độ cao với hung thú sinh đan cảnh, bí lực tiêu hao nhanh kinh người. Hắn sắp không chịu nổi quả nhiên tái chiến một lúc lục kỳ tránh sang một bên hắn lại đánh tiếp sẽ bị đánh chết khốn kiếp lăng hàn nhịn không được mắng một câu người muốn lui cũng được phải báo trước với ta hiện tại công kích của băng hổ đều tập trung vào một mình hắn hắn suýt chút không gánh vác nổi thật là một tiểu nhân đến lúc này vẫn không quên tính toán mình nếu có thể dựa vào băng hổ giết lăng hàn đối với lục kỳ mà nói chính là hảo sự to lớn lăng hàn toàn lực đối kháng hỗn độn cực lôi tháp gia trì hắn có tiền vốn nhất định đối kháng với hung thú, dù sao còn có 200 người làm hậu thuẫn cho hắn, hơn nữa, chiến lực của băng hổ đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn không cho Lục Kỳ an nhàn như thế, dẫn băng hổ không ngừng ép về phía Lục Kỳ, muốn cuốn đối phương vào trong chiến đấu. Kể từ đó, Lục Kỳ tự nhiên không có thời gian khôi phục thật tốt, không thể không di động tránh né công kích. Cũng may chính là, đầu băng hổ này có áp lực càng lớn, nó bị hơn 200 chú đỉnh oanh tạc liên tục, cho dù là sinh đan cũng bị thương trồng chất thân thể nó đổ máu tươi đầm đìa lại chiến một hồi đầu hung thú này ngã xuống nó không thể đứng lên được nữa tất cả mọi người thở ra một hơi trận ác chiến này thật gian khổ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn kết thúc trong thắng lợi lang hàn xoay chuyển ánh mắt hắn đưa mắt nhìn sang lục kỳ giết hắn lao tới tấn công lục kỳ lang hàn người nghĩ qua sông đoạn cầu hay sao lục kỳ vừa sợ vừa giận ha ha người có mặt mũi nói mấy chữ này hay sao Lăng Hàn cười lạnh, song quyền oanh kích, Lục Kỳ vội vàng chống đỡ, trước đó hắn vẫn bị Lăng Hàn quấy nhiễu, căn bản không thể khôi phục bao nhiêu, hắn nhanh chóng giật gấu vá vai. Hắn vừa giận vừa sợ, đồng thời cùng trải qua hết chiến, vì cái gì chiến lực của Lăng Hàn còn cường đại như thế, dường như không yếu bớt chút nào. Sao lại có thể như thế đây, nhưng bị Lăng Hàn đánh như thế, hắn càng ngày càng không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đánh chết, các ngươi còn thất thần làm gì, mau tới giúp ta. Lục Kỳ gào lên trước mặt mọi người, bọn họ liên thủ xử lý một con hung thú sinh đan cảnh, đương nhiên cũng có thể đánh gục Lăng Hàn tại chỗ. Không ai được phép xuất thủ, đột nhiên Lý Tự Toán mở miệng,